Chuyện ngắn hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc Mai Ca. Út Lấy Phong, người đã từng có một đời vợ và có một đứa con riêng. Lễ cưới của họ được tổ chức rất to và linh đình. Hôm mẹ chồng Út sang hỏi cưới cô, bà rất niềm nở, nhưng khi về sống chung thì lại khác. Những phức tạp về quá khứ của Phong dần được hé lộ, liệu Út có thể vượt qua? Mời các bạn cùng lắng nghe. Tao nghĩ mày còn trong trắng nên mới lấy mày về. Vậy mà mày, nói, mày ở với thằng nào rồi? Nói cho tao biết. Anh nói gì vậy? Em chỉ quen và cưới mình anh thôi. Em không có, không có quen ai hết nữa. Vậy thì máu đâu? Đừng có giả vờ giả vịt, dám lừa thằng này. Mày tưởng tao ngu à? Em không có, đây là lần đầu của em. Em không biết, em không có anh ơi. Tụi bay có chuyện gì? Mới sáng không để cái nhà này yên hả? Còn con út, sao mày bị nó đánh? mẹ về phòng đi để đây con giải quyết xong rồi thì xuống mà dọn dẹp với con bích đừng có viện lý do rồi trốn việc thằng phong có gì từ từ không là hại cái thân đó con bà đi ra phong đi tới đóng mạnh cửa lại khóa chặt rồi đi tới bên cạnh cô một tay bóp chặt cầm cô lại háng giọng cô giỏi lắm tỏ vẻ yếu đuối để nửa người khác thương mình nhưng tâm hồn thì nhơ bẩn giờ thì biến ra ngoài lẹ út nghe phong nói cũng lật đật đi ra ngoài vừa đi vừa khóc con bích đang nhóm lửa nấu nước thấy cô đi xuống mắt đỏ hoe nó quan tâm hỏi cô hai cô bị cậu phong đánh phải không cô con nói này cô đừng nói con nhiều chuyện mà tới tai cậu là chết con luôn đó cô hai biết sao vợ trước của cậu hai bỏ đi không con nghe kể lại rằng cậu hai ghê lắm cô thảo chịu giết không nổi nên mới bỏ đi đó lúc cô thảo đi bé nhím mới được hơn một tuổi thôi ngày đầu do mới sinh bị cậu hành chịu không nổi xong trầm cảm vài tháng thì lúc đó con về quê Lúc lên đã không thấy cô Thảo Chỉ nghe nói Cô Thảo và cậu Phong ly dị rồi Cô bần thần một lúc Cũng cầm cây chổi ra quét sân Cô quét từ sân nhà trước xuống sân nhà sau Rồi vòng lại phía cây bàng Gom lá rụng lại Xong bỏ vào túi rác Cô hỏi con Bích Bích ơi nhà mình bỏ rác ở đâu vậy em Cô đi thẳng ra đường ruộng Có cái đìa cô bỏ ở đó đi cô Út bỏ túi rác ở đó tỉnh đi về Thì phát hiện bên trái có một ngôi mộ nhỏ Mộ cũng còn hơi mới Không có tên, không có hình Chỉ có đám dây leo mọc um tùm lên thôi Tuy là hơi tò mò Nhưng cũng sợ nên cô chạy một mạch vô nhà Vừa chạy vừa thở Bên phòng bà Lan Bà Lan vừa đi Thì dì Hoa đi vào Dì Hoa về nhà này giữ phòng lúc 5 tuổi đến giờ Nên dì cũng được coi là có chỗ đứng trong nhà này lắm Chỉ thua lệnh của bà Lan thôi Đến phòng cũng phải nể dì ấy mấy phần Nhưng không vì vậy Mà mọi người nghĩ dì già lắm rồi nha Dì Hoa cũng lớn hơn Phong vài tuổi thôi Nhưng lúc nhỏ Phong đã quen gọi bằng dì Nên sau này trong nhà Ai cũng gọi theo như thế Dì lén la lén lút Vội vội vàng vàng tìm kiếm thứ gì đó Tìm một lúc không được Dì tức mình định thôi Thì lại thấy cái hộp màu đỏ Để ở dưới cái bàn trang điểm Dì Hoa nhếch mép đắc ý Mở vội ra Thì trong đó là chiếc vòng cẩm thạch Mà bà Lan yêu thích nhất Dì Hoa mỉm cười đắc ý Rồi cầm cái hộp bước đi nhanh ra ngoài Út với con Bích đang chuẩn bị nấu cơm dưới này. Đứa thì vo gạo, đứa thì trẻ củi cho vào bếp. Hai người dường như thân thiết lắm, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Vừa nhóm được bếp lửa cháy, Út chợt nhớ ra ngôi mộ, định hỏi con Bích cho sáng tỏ nghi hoặc, thì thấy Phong đi xuống. Phong lúc này đi lại phía cô, anh ghé ra tay cô. Chuyện hồi sáng cho anh xin lỗi nha. Tại hôm qua anh uống nhiều rượu quá, anh không làm chủ được bản thân, cử sở không tốt với em. Em đừng giận anh nha. Em không sao, anh đói chưa? Đợi cơm chín em dọn lên anh ăn luôn nha. Phòng mỉm cười hài lòng, hôn nhẹ lên má cô cái chuột rồi đi ra ngoài. Cô lấy tay xoa xoa vào mặt, chỗ phong hôn mà cảm giác trở nên tươi vui hẳn. Cường mặt mỏng manh, bất chợt ẩn hồng hẳn lên, e ấp cong môi cười rạng rỡ Phòng vừa đi vừa nghĩ đến hành động lúc sáng của mình. Thật sự mà nói, anh không phải là người không biết kiềm chế. Nhưng không hiểu sao, khi phát hiện ra út không có máu lần đầu, thì anh lại nghĩ đến Thảo vợ trước của mình Từng hình ảnh hiện lên trong đầu Càng nghĩ đến anh càng căm hận Đổi bàn tay phút chốc Vì lừa hận trong lòng mà nắm chặt lại Nổi đầy lên những đường gân cuồn cuộn Bữa nay bà Lan đi vắng Nên Phong, dì Hoa Còn Bích và cô được ăn chung bàn Trong lúc ăn Phong gắp hết món này đến món kia cho út Còn cười nói thân thiện với mọi người Làm cô cũng vơi đi ác cảm với anh Cô đang định gấp thức ăn đưa vào miệng Thì chọt mắt cô sững lại khi vô tình thấy ánh mắt của dì Hoa nhìn Phong chằm chằm, biểu cảm như đang vô cùng quan tâm đến Phong. Nhưng khi thấy cô nhìn, dì liền cụp mắt xuống, vờ như không có gì, vội vàng ăn tiếp. Út ngạc nhiên thầm nghĩ trong lòng, dì Hoa đối với chồng cô có gì đó là lạ, nhưng cô không biết nói thế nào nên bỏ qua luôn. Cơm nước xong, dì Hoa vào phòng đóng cửa lại rồi ở miết trong đó luôn. Nhiệm vụ của dì chỉ là trông bé nhím thôi nên hôm nay bé nhím đi chơi, dì không cần phải làm việc. Đến tối, cô với con Bích đang ở nhà sau thì bên ngoài cô nghe tiếng xe hơi chạy vào, chắc là mẹ chồng cô về. Được một lúc, trên phòng bà có tiếng hét lên. "Dì Hoa, dì Hoa đâu rồi? Cái vòng tay của tôi đâu? Dì thấy không?" "Thưa bà chủ, tôi không biết." "Dì không biết thì ai biết? Tôi mới đi hồi sáng, giờ về thì đã không tìm thấy, dì giải thích cho tôi." "Bà chủ" Tôi ở đây với bà mấy năm rồi Tôi ăn ở ra sao bà cũng biết mà Với lại tôi không bao giờ tự ý vào phòng của bà cả Con Bích Con út đâu lên tao bảo Bà chủ gọi con Mẹ gọi con sao Hai đứa bay đứa nào ăn cắp chiếc vòng của tao Nói Thưa bà con không có Con xem bà như mẹ ruột của con Nên con không dám lấy cái gì của bà Trừ khi bà cho phép đâu bà Con cũng không lấy Ba người đứng đó mang ba tâm trạng Một thì hả hê một thì lo sợ một cứ bình tĩnh bà lan nhìn ba người chẳng biết ai lấy trong cơn tức giận bà vội vào nhà vừa lấy cây roi nhưng khi bà mới vừa dưa roi lên thì con bích vội lên tiếng bà ơi con xin bà từ từ nghe con bà đánh tất cả thay vì bà sai người đi tìm đi bà ngày hôm nay không ai ra khỏi nhà hết nếu ai đó lấy thì sẽ giấu quanh đây thôi bà cho xét đi bà bà lan nghe có lý nên nói được dì hoa đi từng phòng tìm cho tôi con biết với con út ở lại đây cho tao Nếu tìm được biết đứa nào lấy cắp Tao đánh 30 roi Dì Hoa vẫn đang tìm từng nơi một Phòng nghe dục dịch cũng đi ra Hỏi mẹ mình có chuyện gì Một lúc sau dì Hoa đi ra Trên tay cầm chiếc hộp Ngang qua cô dì còn để lại cho cô ánh mắt khó hiểu Đi lại phía bà Lan lên tiếng Dạ bà chủ tôi tìm được rồi Dì tìm được ở đâu Dạ thưa bà tôi Tìm được ở phòng mợ hay Dì Hoa nói xong thì tất cả mọi người nhìn cô chằm chằm. Bà Lan một lần nữa giận dữ, chỉ tay vào mặt cô chửi đồng lên. Ốt, mày nói tao nghe coi, sao mày ăn cắp đồ của tao? Bộ bố mẹ mày dạy mày thành quân cướp giật như vậy phải không? Mày là con quỷ mà, tao đoán đâu có sai. Con không có, mẹ đừng vu oan cho con, mà bố mẹ con cũng chẳng dạy con điều đó. Con không làm nên con sẽ không nhận lỗi. Chuyện rảnh tành như này mày còn chối. Dì Hoa, lấy roi đánh nó cho tôi. Tỷ hoa cầm roi trong bụng mừng thầm Thì Phong đứng dậy Giật cây roi trong tay dì ra Mẹ, chuyện này vợ con có lỗi Mẹ phạt con không có ý kiến gì Nhưng mai là ngày về bên đó lại mặt Nếu cô ấy bị thương Thì bên đó sẽ nói nhà mình hành hạ con dâu Sẽ không tốt cho mẹ Mẹ để từ bên đó về rồi xử lý cũng chưa muộn Ờ, ừ, vậy theo ý con đi Tao tạm tha cho mày Nên nhớ tao chưa để yên cho mày đâu Con biết đỡ cô đứng dậy Nó có vẻ an ủi cô Cô hai hên quá Cậu hai mà không nói dùm Chắc giờ cô cháu mình mềm xương rồi đó cô Cô bất giác nhìn sang Phong Anh có tin em lấy không Anh tin em Cảm ơn anh Chỉ cần anh tin em là được rồi Vậy thì vào phòng trả ơn cho anh Cô nghe xong vội buông Phong ra Nhưng anh nhanh chóng kéo cô tuốt vào phòng Vào đến phòng Phòng đẩy cô xuống giường Út giờ này run rẩy lắm rồi Nhớ lại đêm hôm qua mà cô buồn ruồn chân tay Phòng chắc biết cô sợ nên anh nhẹ ôm cô vào lòng, nói Ngoan, thả lòng người ra. Anh hứa không làm em đau đâu. Cô đang run nhưng cũng gật đầu. Sáng hôm sau nhìn đồng hồ 7 giờ rồi. Bên ngoài con bích đang quét sân, nghe sột soạt. Nó nhìn vào thấy cô dậy rồi nên nó nói với theo Cô hai, sáng bà đi đâu sớm rồi? Dặn con, cô cậu dậy thì nói với cô cậu Đem cặp vịt với hai chương rượu về bên nhà đó cô. Ừ mà bà đi đâu sớm vậy em Em không biết đâu cô ơi Nói chuyện với con Bích xong Cô quay ra nhìn ở cửa Thì thấy cặp vịt trắng được nhốt sẵn ở đó rồi Cậu Phong ơi Con nhím nó sốt cao lắm Cậu chở con bé đi bệnh viện đi cậu Trên giường con bé đang nằm mê man Mặt đỏ lên hơi thở hồn hển. Phong chạy vào ôm chầm lấy con bé Ám ra bên ngoài Anh không giữ được bình tĩnh hét thở to Nhím con Tỉnh dậy ba nè Tỉnh dậy ba chở con đi viện Cố lên, con Định lấy ít đồ Ra kêu xe ôm lên bệnh viện Xem tình hình con bé Thì điện thoại cô rung lên Là Phong gọi Alo, em nghe, bé nhím sao rồi anh Con bé còn sốt, đang trong phòng cấp cứu chưa ra Anh giờ trong này lo cho con rồi Bữa nay em chịu khó về bên nhà một mình nha Dạ, em định lên viện Chăm con bé hộ anh Chừng nào con khỏe, mình về sau cũng được anh à Không được, hôm nay lại mặt Em với anh không về, ba mẹ buồn đó Nghe lời anh, em về bên nhà một mình đi Nói ba mẹ cho anh xin lỗi Chiều con nó khỏe anh qua sau Thôi, anh cúp máy đây Đợi tầm 10 phút Thì có anh xe ôm chạy đến Cô lên xe, con Bích đưa vịt cho cô Xong nó cứ đứng đó Nhìn cô với anh xe ôm Cho đến khi cô đi thật xa Nó mới vội vàng đi vào trong nhà Xe vừa nổ máy chạy Thì từ đâu con chim lạ bay nga qua đầu cô Kêu lên một tiếng chát chúa Cô giật mình Không biết con chim từ đâu bay qua Thì anh xe ôm ngồi trước lên tiếng Nghe nói chim heo kêu là vui lắm đó cô Vậy hả anh Chim đó là chim heo à Nhưng chắc vô tình thôi anh ơi Xe chạy tầm 10 phút thì đến nhà cô Thẳng Phong đâu Mà con về có một mình đó Dạ con bé bên nhà đi bệnh viện Anh Phong lên đó với nó rồi mẹ Cái nhà đó không muốn cho nó về Chứ bày đặt chuyện đi viện gì cho cam Mẹ chồng con mấy gì biết rõ quá mà Cô biết mấy gì thương cô Nhưng cũng không muốn mẹ chồng bị mang tiếng Nên cô đành nói Dạ không đâu gì Sáng mẹ chồng con chuẩn bị hết cho con với anh Phong về bên đây Mà không ngờ con nhím đột nhiên rút nặng Con định không về Nhưng anh Phong kêu con về kiểu mẹ con trông Còn bé bớt Anh sẽ về sau đó gì Đến tối muộn Phong chạy xe máy sang Anh xin lỗi bố mẹ cô về việc lúc sáng Mong bố mẹ cô thứ lỗi bố mẹ cô thì đâu làm khó dễ gì anh nên ông bà đành gật đầu nói cho qua chuyện thôi thưa cha thưa mẹ xong cô với anh ra xe phong không chở cô về nhà mà anh chạy thẳng lên viện cho cô thăm bé nhím bước vô phòng thấy mẹ chồng cô đang cho con ăn cô vội cúi đầu thưa thưa mẹ con mới vào ờ ừ. con nhím nhìn cô lúc này nó không tỏ vẻ sợ hãi nữa nhưng cũng không mấy thân thiện cô nhìn sắc mặt con bé hồng hào trở lại rồi cũng thấy mừng phong và cô ngồi một lúc thì thấy dì hoa đi vô thấy cô dì cũng cúi đầu chào chứ không nói tiếng nào hết đi lại lấy thau nước nhúng khăn thay cho con bé nhím bà lan lúc này mới nhìn lại quay sang hỏi cô hôm nay về nhà vui không mọi người có trách phong sao không về hay không cô nghe xong cũng ngạc nhiên không nghĩ mẹ chồng lại quan tâm cô thế giống kiểu như sáng nắng chiều mưa vậy đó trên đường về nhà cô cứ nghĩ mãi đến ánh mắt của ông chủ quán nhìn mình mà nghĩ hoài cũng không ra có điều gì đó khác lạ cả. Do suy nghĩ trong đầu có nhiều chuyện không giải thích được nên khi đến nhà cô cũng chẳng hay luôn. Phòng dừng xe, anh thấy cô không có ý định xuống, anh chợt nhíu mày hỏi cô. Út, đến nhà rồi em, suy nghĩ gì mà thẫn thờ đó? À, không có gì đâu anh. Phong nghe cô trả lời thì nhìn cô, anh lắc đầu mấy lượt rồi dắt xe vào nhà. Cô cũng từ từ đi vào định ra sau rửa chân cho sạch rồi đi ngủ thì cô phát hiện phía sau cái đìa hôm bữa cô đi ra đổ rác chợt có bóng người phong đang nằm trên giường thấy cô hấp tấp chạy vào vừa chạy vừa thở hổn hển khuôn mặt thì tái mét anh liền chột dạ bật nhanh ngồi dậy rồi anh lập tức hỏi cô út có chuyện gì mà em chạy như ma rượt vậy hả đúng đúng rồi anh em gặp ma ngoài ruộng đó ma anh ơi Em nói ma ở đâu Sao em thấy Ở ngoài Phía sau chỗ cái đỉa ruộng Này em có trông thấy bóng ai ở ngoài đó Ở đây ngoài nhà mình ra Thì có ai đi vào được đâu Là ma Mà chắc luôn anh ơi Phòng lúc này phỉ cười với bộ dạng của cô Không nghĩ vợ anh lại sợ ma đến vậy Cảm thấy út đang run lên cầm cập Phòng liền vươn tay ra Anh ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô Ngủ đi cô nương Ma có gì ở đây Ngoan nằm xuống ngủ đi em được một tuần sau, bé nhím xuất viện. Thời gian đó, cô cũng hay lên xuống thăm con bé. Mà mẹ chồng cô thì đối với cô cũng chẳng thái độ gì, nên cô cũng yên tâm phần nào. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Cứ nghĩ mọi chuyện đã có khởi sắc rồi, thì ai ngờ, vừa trưa mẹ chồng cô đưa bé nhím từ bệnh viện về, lại bắt đầu có chuyện tiếp. Hôm nay, chồng cô đi gom tiền cho bà từ sớm, chưa về. Mà dạo này, bà cũng không khắt khe với cô nữa, nên cô được đặt cách ngồi ăn cơm chung mâm với bà chỉ có con bích là ăn ở nhà sau đang lùa vội miếng cơm vào miệng chưa kịp trôi xuống cổ hỏng tự dưng dì hoa lại khui ra chuyện trước bà chủ hôm nay đeo chiếc vòng nhìn bà đẹp quá nhìn sang trọng hết phần thiên hạ đó bà dì kéo nói rồi cái vòng này do ông nhà tôi để lại mỗi lần tôi đeo ra đường dì không biết đấy chứ ai nhìn thấy cũng đều trầm trồ khen khiến cho tôi lại được dịp mát cả mặt đúng rồi bà người ta không khen sao được mà cái vòng này đẹp Bà phải giữ cho cẩn thận Không là có người lại lấy cắp lần nữa đó bà Cô nghe dì Hoa nói dứt lời Thì trên tay cô cầm đũa cũng khựng lại Bà Lan nghe dì Hoa nói Thì chợt nhớ lại vụ lần trước suýt mất cái vòng Mà bà hết hồn Liền nhìn đối diện với cô Bà hỏi ốt một tuần rồi Con giải thích vụ chiếc vòng cho mẹ nghe Thưa mẹ Thật tình là con Con Cô chưa nói hết câu Thì thấy con Bích ở bên ngoài Trùng hợp chạy vào cô thấy nó tự quỳ xuống lắp bắp nói bà ơi là con lấy không phải cô hai lấy đâu bà con bích nói xong cô chỉ biết trố mắt nhìn nó như không dám tin nó lại làm chuyện đó mẹ chồng cô nhanh chóng chuyển sang tức giận mặt bà đỏ dần dần tay bà đập mạnh xuống bàn rồi bà rít lên bích sao mày ăn cắp đồ của tao uổng công tao chăm lo cho mày mấy năm nay đồ mất dạy quân phản chủ tao không ngờ mày là cái loại người đó Tao cho mày ở đây nuôi mày béo tốt Trả lương cho mày đầy đủ Mày thiếu thứ gì mà lấy đồ của tao Dạ bà Tại mẹ con dưới quê bệnh nặng Mà con lại không đủ tiền Lên con con nổi lòng tham Con con xin bà tha tội Bích mày muốn dành tội về cho mày Mày cũng nên khôn ra chứ Nói chuyện như mày ai mà tin được Mày nói mày ăn cắp Vậy sao tao kiếm được chiếc vòng trong vòng mợ hai Mày nói thì càng lộ ra Bản chất vừa nói dối vừa ngu của mày thôi Hay là Ai đã cố tình dụ dỗ mày nhận tội dùm hả Người nào lấy thì tự khắc trong lòng người đó tự biết Dì Hoa không cần sỏ xiên con Lúc con lấy xong Định đem đi cất Thì ai ngờ vào lộn phòng của cô hai Còn để quên trong đó luôn Ai ngờ gì kiếm được Sợ cô hai bị đánh oan Con đành nhận tội Nói rồi nó nhìn sang bà Lan Đập đầu xuống gạch Thưa bà con không nói dối Tại con nhất thời tham lam Nên con mới lấy của bà Bà có phạt thì phạt Con chịu Mong bà tha lỗi cho con Bà Lan nhìn nó, trong lòng cũng thương xót phần nào. Đành rằng chiếc vòng cũng chưa mất, nhưng không phạt thì sao làm gương cho những người khác được. Bà đành gằn giọng nói. Dì Hoa, lấy roi đánh nó 20 roi cho tôi. Nếu còn có lần sau, ta bỏ tù bích mọt công Nhớ đó, trong nhà này cũng không ai được can. Nếu ai dám can thì đánh cả hai gấp đôi cho tôi. Nói xong, bà Lan liền bỏ đi. Cuối cùng cũng đủ 20 roi, còn bích dường như chịu cũng không nổi nữa. Nó ngã sóng xoài, nằm vật ra đất, cô hốt hoảng định chạy ra đỡ nó thì từ bên ngoài đã thấy có người lao vào ôm chặt nó lên thấy phong chồng mình lao vào ôm con bích cùng với ánh mắt lo lắng của anh mà cô sững lại cả người cứng đơ xen lẫn ngạc nhiên nhưng tình hình con bích quan trọng hơn cô thấy vậy cô cũng đi lại phụ phong đỡ nó vào xe rồi anh tự chở nó đi bệnh viện luôn nhìn dáng vẻ lo lắng lúng ta lúng túng khi ôm con bích ra xe cô càng khó hiểu chẳng nghĩ quan hệ chủ tớ mà tốt đến mức đó cô đi vào nhà cũng vừa bắt gặp ánh mắt có phần hột hẫng của dì hoa nhìn theo phong út chợt cau mày trong đầu thầm nghĩ cái nhà này khó hiểu thiệt vào trong nhà cô chợt nghe tiếng con nhím khóc lại nhớ lúc nãy mẹ chồng cô đi ra ngoài chưa về dì hoa thì ngoài sân cô liền chạy vào đẩy cửa ra xem con bé ra sao thì thấy mặt mũi nó tái nhợt máu ra đầy hai bên mũi dì hoa ơi con nhím kêu xe nhanh con nhím không ổn rồi gì ơi lên đến viện Y tá ra đẩy con bé thẳng vào phòng cấp cứu Cô đứng ở ngoài mà lo lắng không yên Rút điện thoại ra Cô nhanh chóng gọi cho Phong Cuộc đầu tiên anh không bắt máy Út lại kiên nhẫn gọi tiếp May sao đến cuộc thứ hai Thì cô nghe được tiếng anh Alo anh nghe Anh con nhím Nó sốt nữa rồi em mới đưa nó vào viện Anh đang ở đâu đó Anh đang dưới khoa ngoại Được rồi em đứng đâu đợi anh lên Em ở phòng cấp cứu nè Cô tắt máy, cũng vừa lúc bác sĩ đi ra Cô vội vàng lại hỏi Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi bác sĩ? Con bé bị sốt virus Giờ thì ổn rồi Nhưng phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm Người nhà đi theo tôi Làm giấy nhập viện cho con bé Rồi chuyển con bé vào phòng bệnh nhi nằm Cô nghe xong liền thở phào mừng thầm trong bụng Cũng may là con bé không sao Mới tuần trước nằm viện rồi Nay nằm nữa, thật tội nghiệp con nhỏ Cô ở bên giường canh chừng con bé còn sốt nên mê man Cái môi nhỏ xíu đỏ hồng Kêu Lý nhí gọi mẹ Mẹ làm cô có chút đau lòng Cô biết con nhỏ từ bé đã vắng mẹ Chẳng nó cũng mong muốn có mẹ lắm đây Được một lúc Phong đi vào Đưa cho cô một hộp cháo với một hộp cơm Anh nói Em ăn trước đi xíu con bé tỉnh dậy Em đút cho con ăn dùm anh Cô thấy trên tay anh còn sách thêm một hộp cháo nữa Cô liền hỏi anh Anh mua cho ai nữa à Em không nhớ con biết đang nằm ở đây à thôi anh qua coi nó sao rồi không hiểu mẹ nghĩ gì mà đánh con nhỏ kiểu đó cô định hỏi thêm tình hình của con bích xem nó sao rồi nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã vội vã đi mất đi ra ngoài cô vòng xuống khoa ngoài giờ này là buổi chiều nên sân bệnh viện người nhà họ dẫn bệnh nhân ra ngoài chơi nhiều lắm cô ngẫm nghĩ bất đắc sĩ mới vô đây chưa vô rồi thấy sợ thiệt con người muôn vàn thứ bệnh bên ngoài hơn thua tranh giành bôn ba kiếm tiền đến lúc ngã bệnh lại mới thấy Sức khỏe là đáng chân quý nhất Cô đặt chân đi đến khoa ngoại Liền đi nhanh vào Nhìn quanh nhiều người quá Chẳng biết con Bích nằm phòng nào Loanh quanh một lúc đi ngang phòng 15 Tự dưng cô nghe tiếng ai như tiếng chồng cô Sau này em không được liều lĩnh như vậy nữa nghe chưa Nếu chẳng may có chuyện gì Thì tính sao Nếu em không làm vậy Sao em lấy được lòng của vợ anh được Lần này con Bích nó không kêu chồng cô bằng cậu Sương con mà lại sương hô là anh em ngọt xớt Bất chợt cô như hiểu được chuyện gì đang xảy ra Tiếng nói quen thuộc của chồng cô Lại cất lên Sao mà nghe chua chát Em để từ từ anh tính Em cũng biết mẹ sẽ không chấp nhận em mà Em không hiểu Bà chủ tại sao lại cứ cấm cản em nữa Em thích anh 5 năm rồi Em cũng đẹp đâu có thua gì ai Ở nhà này cũng quen lo chu toàn mọi thứ Bà cứ cây quách em cho anh Có phải hơn không Hay là bà chê em là đứa ở không xứng đáng với anh Vấn đề là ở đó đó Em nghĩ đúng rồi đó Anh Thôi ngoan nghỉ ngơi cho khỏe đi em Mọi chuyện cứ để anh tính cho mà Lần này nghe xong Cô choáng váng thật sự Vậy là nó lén lút với Phong tận 5 năm rồi Phong anh yêu nó vậy Anh còn theo đuổi cô để làm gì nữa Hay đúng như lời con Bích nói Tại mẹ chồng cô không chấp nhận nó Nên Phong mới lấy cô về để làm bình phong Thuận lợi cho hai người bọn họ Cô giờ thật sự hối hận Càng yêu càng hận anh nhiều hơn nhưng nếu bùng bét sớm như vậy thì đắc ý cho nó quá cứ từ từ chọc tức nó đã rồi tính sau cô cứ tỏ ra bình thường để xem nó diễn cho cô xem sao rồi con biết khỏe chưa con dạ con không tìm được phòng nó mẹ ạ à? để con gọi cho anh Phong thử coi sao cái bệnh viện bé xíu mà con tìm không ra vậy nãy giờ con đi đâu đó thiệt mà mẹ con tìm không thấy nãy con đi con gặp người quen nên con có đứng lại hỏi thăm chút xíu thôi mẹ biết ngay mà chỉ tổ nhiều chuyện là giỏi Tiếng chuông điện thoại dài vô tận Giờ phút này nghe tiếng tút tút thôi Cô cũng ứa gan Không biết chồng cô làm gì lâu bắt máy vậy chứ Đang định tắt đi Thì bên kia có người vội trả lời Alo Ai vậy sao em bắt máy của chồng chị Dạ con nè Bích nè cô hai Cậu hai mới đi về mà cậu bỏ quên điện thoại ở đây Thấy cô gọi con tưởng có việc gì gấp Nên con mạn phép bắt máy Ủa Vậy ra là Bích Hà Bích Vậy mà cô tưởng anh Phong đang lé lút với con nào chứ Để con đó bắt máy nữa chứ Mà em nằm ở phòng nào Sao nãy cô tìm mà không được vậy Cô, cô tìm con lúc nào vậy cô Em sao vậy Cô mới tìm thôi Mà em nằm ở phòng nào đó Dạ, con nằm phòng 15 Cô có đi ngang qua không Vậy chắc cô không đi tới rồi Thôi em nghỉ đi, tí cô qua nhé Thôi, phiền cô quá cô Con khỏe rồi, mà nghe nói bé nhiễm cũng đang nằm ở đây hả cô Con bé khỏe chưa cô Con bé khỏe rồi Vậy thôi em nghỉ đi cô tắt máy đây Cô vừa tắt máy Thì nghe dì Hoa đứng kế bên hỏi cô liền Bợ hai Sao con Bích nó cầm điện thoại của cậu Phong Anh Phong để quên điện thoại bên đó thôi gì Vậy để tôi qua lấy Chứ không thì lại mất nữa Bà Lan lúc này cũng nói thêm vào Ừ dì qua đó lấy đem về đây Tí vợ thằng Phong đem về luôn Sẵn tiện xem con biết nó có sao không cô thấy dì hoa nghe mẹ chồng cô nói xong thì đi luôn cô cũng nói với theo số phòng cho dì dễ kiếm lúc này bé nhím chắc hết thuốc rồi nên cô thấy nó rụi rụi mát tỉnh dậy nhím nè ngoan nín đi con con mau hết bệnh dì đưa con về mua đồ chơi cho con nè có thiệt gì mua đồ chơi cho nhím không dì không phải người xấu phải không bà nội nhím ngoan dì không phải là người xấu dì cũng thương con như bà nội với ba phong thương con vậy đó con ngoan đừng khóc Hết bệnh về gì dẫn con đi mua đồ chơi nha Con bé hơi lưỡng lử Nhìn bà như muốn hỏi bà cho nó đi chơi với cô không Bà Lan bất đắc dĩ cũng đành gật đầu Bà cũng nghĩ Thôi cứ để con bé thân thiết với cô cũng được Dù sao bà cũng thấy tâm tánh cô hiền lương Chẳng cũng không hại con nhỏ Là do bà lo xa rồi Bé nhím thấy sự đồng ý của bà nội Thì đưa hai cái tay bé xíu về phía cô Ý muốn cô ấm nó Con bé được cô ấm thích lắm Đeo cô suốt thôi Đến đêm buồn ngủ Nó mới chịu buông cô ra Dì Hoa quay về phòng đưa điện thoại lại cho cô Xong thì mẹ chồng cô liền bảo cô về nhà Còn cho cô vài trăm bỏ túi Nói cô ra gọi xe mà về Lúc này nhìn bà cô ấm lòng thật sự Đến phút cuối Khi cô đã chán trường và thất vọng với cái gia đình này Thì bà lại thay đổi thái độ Cô thở dài Trong lòng lại lan tăn Út cảm ơn bà xong Ra phía ngoài bệnh viện bắt xe ôm đi về Ai ngờ mới vừa ra khỏi phòng bệnh cô lại gặp ngay chị cùng phòng tay đang xách bình nước đi vào cô cũng lịch sự chào hỏi chị thấy cô liền kéo tay lại làm bộ hỏi nhỏ nhưng thực chất lại oang oang cái giọng Ủa em, con bé trong phòng không phải con ruột em hả hèn chi chị thấy không giống mà lúc nãy chị đi ra chị thấy con bé nào đi chung với chồng em ra tận cổng đó em con bé đó là em em nó bệnh, chăng gặp chồng em nên anh em nó mới hỏi thăm thôi không gì đâu chị, Thôi chị vào với con bé đi Em về nha Một lúc sau ông chủ quán bưng ra cho cô tô hủ tiếu Thật sự hủ tiếu ông bán thơm lắm Chú ơi Chú ngồi xuống cho con hỏi chút chuyện được không chú Cô Muốn hỏi tôi chuyện gì Dạ hôm bữa con có đến đây Con thấy chú cứ nhìn con lâu lắm Giống như có chuyện gì muốn nói Mà con nghĩ con không quen chú Hay chú biết con hả chú Cô ngồi đây đi, đợi tôi một chút Lát sau ông đi ra đem theo một tấm ảnh đưa cho cô cô biết người trong hình chứ chú đây là là cô nghĩ đúng rồi đó con nhỏ tên thảo là vợ trước của thằng chồng cô con gái của tôi tám năm trước con thảo nhà tôi quen với thằng phong quen đầu được một năm thì nhà tôi gả nó về bên đó cô biết đấy nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả nên con nhỏ về bên đó được bà lan cưng chiều lắm chẳng để nó làm việc gì sau nó có bầu xanh ra con nhím thì có lần nó chạy về đây khóc lóc với mẹ nó rằng nó sẽ bỏ chồng bà nhà tôi khuyên răn nó đủ điều thì nó cũng về lại nhà bên đó nhưng có hỏi nguyên nhân thì nó không nói là chuyện gì sau thì thấy vợ chồng nó cũng ẵm con nhím về đây chơi mấy lần tôi cứ nghĩ hai đứa nó làm hòa lại rồi nên cũng yên tâm phần nào ai ngờ bữa tiệc thôi nôi con nhím con biết chạy về báo vợ chồng tôi biết là con thảo nó đi theo trai lên phố ở rồi lúc đầu vợ chồng tôi không tin đi qua nhà hỏi thì bị bà lan chửi như hát nước vào mặt rồi đuổi luôn vợ chồng tôi về sau nghe con bích kể lại sự tình rằng con thảo dẫn trai về nhà ăn nằm thằng phong bắt gặp nên nó xấu hổ theo người ta bỏ đi luôn mà tôi không tin nó là người như vậy đâu con thảo từ nhỏ đến lớn là người ngoan hiền chẳng giao du với ai ai gặp nó một lần cũng thương nó hết vậy mà tôi nghĩ chắc chắn có chuyện gì đó rồi cũng suốt một thời gian tôi bỏ công bỏ chuyện đi tìm kiếm nó nhưng không một tung tích bà nhà tôi vì thương nhớ nó mà bệnh lên bệnh xuống rồi ít nói chuyện với ai nữa cả sau một thời gian thằng phong cũng có tới lui sang đây hỏi về con thảo nhưng tôi cũng chỉ biết trả lời rằng nó không có về nghĩ là lỗi do con mình nên tôi cũng không nặng nhẹ gì với nó nó cũng hay sang đây ghé quán tôi ăn hổ tiếu rồi thì có lần tôi gặp được cô chú chú nói con bích qua đây báo tin vậy con bích có liên quan gì tới nhà chú không chú Cô mới về nên không biết à Còn Bích lúc nhỏ do vợ chồng tôi nhặt ở trước nhà Nó nhỏ hơn con Thảo vài tuổi Năm đó mới mở cửa quán ra Thì tôi thấy trước cửa có để cái giỏ Mở ra thì thấy đứa bé nằm trong đó Tôi vội kêu bà nhà tôi ra Bà nhà tôi thấy tội nghiệp Nên ẵm vào nhà nuôi luôn Lớn lên nó cũng biết thân biết phận Luôn dọn dẹp nhà cửa gọn gàng lắm Con Thảo với nó rất thân thiết Suốt ngày cứ bán lấy nhau Lúc con tôi đi lấy chồng Vì buồn với sợ nó không có ai phụ. Bà nhà tôi cho con bích theo sang đó. Đến lúc con Thảo đi, tôi có kêu nó về. Chẳng hiểu sao nó cứ ở bên đó suốt. Mà vụ con Thảo dối quá, nên tôi cũng không nói gì tới nữa. Nó chọn ở bên đó thì biết sao giờ. Giờ thì cô đã hiểu rồi. Hèn gì, con biết cứ gọi chị Thảo là cô hai rồi quên miệng gọi cô luôn. Mà cái thứ nó ăn cháo đá bát thiệt, ở với chủ rồi ngủ luôn với chồng chủ. Nó mê phong rồi Thì sao chịu về đây được Xem ra chuyện của Thảo Chắc chắn có liên quan đến nó rồi Mấy ngày sau Bé nhím và con bích cũng được xuất viện Nhà chồng cô cũng trở lại quỹ đạo bình thường Quanh quẩn cũng được một tháng nữa Dạo này Phong thì vẫn cứ ban ngày đi gom tiền Cô ở nhà đôi lúc phụ việc nhà Chăm lo cho con nhím với dì hoa Mẹ chồng cô thì cũng bận hụi hè Góp bạc nên cứ đi đi suốt Có khi sáng đi Tối muộn mới về ban đêm thì cô và phong vẫn cứ thế cứ ôm nhau ngủ như chẳng có gì khác lạ dù chưa bung bét nhưng khi nghĩ lại cô cũng chẳng biết anh dành thời gian nào cho con bích nữa lắm lúc ở bên cạnh anh mà cô có cảm giác ghê tởm người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai mà tâm hồn thì lại là loài sống dựa vào thân dưới như này con bích thì cứ thế cứ cô cô con con làm cô cũng phát bực càng ngày độ giả tạo của nó càng cao chả là lâu rồi cô không dọn dẹp nhà toàn là để con bích làm thì hôm nay con bích với dì hoa được mẹ chồng cô sai đi lên huyện lấy tiền chẳng biết bà cho ai vay hay là sao mà độ nửa tháng thì cô thấy bà cho người lên đó lấy tiền một lần mà chuyện tiền bạc của ai cô ít soi mói lắm nên cũng không tiện hỏi ở nhà quần quật tới trưa cô mới thấy dì hoa đi về bằng xe ôm ban đầu thấy dì về cô cũng không nghĩ gì cả nhưng mãi một lúc sau cô lại chợt nhớ ra một chuyện hôm nay đáng lẽ là dì hoa với con bích đi lên huyện sao giờ chỉ có gì về nhà còn phong thì cũng đi từ sớm rồi vậy chẳng lẽ con bích và anh chắc chắn nó đi với chồng cô rồi đến tối muộn cô mới thấy con bích lót cót đi về nhưng không thấy phong đâu cả nó về đến nhà là lao vào dọn dẹp liền còn hỏi cô ngày nay ở nhà có vất vả lắm không cô cũng cười cười trả lời nó rằng cô không sao làm cũng chẳng vất vả gì nó nói hôm nay nó lên huyện thấy tấm vải đẹp nên mua cho cô Nói xong, nó móc trong túi sách ra đưa cho cô sắp vải. Được một lúc nữa thì cô thấy Phong chờ mẹ chồng về. Hai người vào nhà. Cô vừa lúc ấy thấy cánh tay Phong bị tét một đường đã được băng bó lại. Cô có chút sót nên hỏi anh. Tay anh sao vậy? Bị tét thôi, anh không sao. Không sao, mà anh băng một khúc như vậy à? Công việc thôi, con đừng bận tâm nữa. Thôi, con xuống dưới kêu con bích dọn cơm đi, mẹ đói rồi. Ăn cơm xong, mọi người ai trở về phòng người nấy cô vừa vào thì phong liền đi lại ôm chầm lấy cô đẩy mạnh xuống giường cô bực bội với lại bất ngờ với cách cư xử của anh nên liền đưa chân đạp cho phong một cái vô tình trúng cánh tay của anh chắc đau lắm nên anh hét lên đau anh em bị khùng hả biết phong đau thật sự tự nhiên cô cũng có chút đau lòng nhưng lại nhớ đến chuyện con bích với anh cô đành im lặng chẳng muốn quan tâm gì đến phong thấy cô lơ đễnh anh ngạc nhiên liền đi lại ngồi cạnh cô Anh hỏi Hôm nay em sao đó, bệnh hả vợ Anh còn biết em là vợ anh hả Em không là vợ anh thì là ai Nói gì kỳ vậy Thôi không có gì Mà tay anh bị sao lại như vậy Nói em nghe coi Hôm nay anh đi gom tiền cho mẹ Gặp đúng bọn lưu manh Nó không muốn trả tiền mà còn gây sự Lời qua tiếng lại Nó rút mã tấu ra chém anh Lúc đó anh lấy tay đỡ nên bị chém trúng Chứ không chắc giờ chết rồi. bọn nó thấy tay anh bị thương, máu chảy ra nhiều, với đang ở ngoài đường, nên chúng nó chạy luôn. hay là con bích với mẹ anh đi qua, thấy anh như vậy, nên đưa anh vào bệnh viện vá lại. ra là vậy. hẹn gì lúc dọn cơm lên, cô để ý thấy con bích cứ nhìn nhìn phong, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng, nhưng nó không hỏi gì tới. thì ra nó biết chuyện trước cô rồi. lúc trong viện, chắc nó đã tha hồ chăm sóc dùm chồng cô đây mà. Bực trong người cô không nói gì đến phòng nữa Nằm xuống cô liền quay mặt vào trong luôn Cậu mợ ơi Con Bích tự nhiên nó xỉu rồi Bà kêu cậu mợ gọi bác sĩ dùm bà Cả nhà bà Lan, dì Hoa Phong và cô đứng bên cạnh Mỗi người một vẻ mặt Người thì lo lắng, kẻ thì dừng dưng đứng xem chuyện Ông bác sĩ thăm khám đủ thứ Xong quay lại phía bà Lan Ông tuyên bố một câu chấn động Cô ấy có thai rồi Nhưng để chắc chắn, ngày mai gia đình đưa lên bệnh viện Siêu âm sẽ rõ hơn Nghe ông bác sĩ nói mà tim cô như vụn vỡ Cô quá hiểu rõ Cái thai này là của ai Cô ngây ngốc nhìn anh Cô thấy trong mắt anh mấy tia sững sờ khó hiểu Nhưng giờ phút này cô không muốn quan tâm nữa Cô lại nhìn sang mẹ chồng cô Bà cũng hoang mang Dì Hoa thì tròn mắt Chắc cả hai đều đâu ai hiểu cớ sự này Tất cả đều do anh gây ra Cô đau đớn đứng chết chân nhìn con bích Cơn giông bão trong lòng đang kéo đến Cô chừng mắt muốn chạy nhào đến đánh cho nó một trận Cho hả cơn giận Nhưng cô không làm được Vì cô biết có ngày hôm nay xảy ra Cũng là lỗi do cô đã nhu nhược Ngay từ đầu đã không quyết liệt vạch mặt họ ra Còn Bích từ từ mở mắt ra Mẹ chồng cô đưa tiền cho dì hoa trả Rồi tiễn ông bác sĩ ra xe về Còn Bích vừa mở mắt Đã vội tuột khỏi giường Rồi quỳ xuống nền nhà Bà ơi con có thai rồi đúng không bà Mày có bầu với thằng nào Thì lôi đầu nó về đây tao đứng ra lo gả cho mày Mày lớn rồi mà sao mày ngu Muốn không ở đợi cho nhà tao nữa Thì cứ nói tao một tiếng Tao cho mày về rồi kiếm một tấm chồng Ai đời để cho chừa ảnh bụng ra Thằng đó mà không cưới hỏi mày Thì thừa hỏi mày còn dám vặt ra gặp ai nữa Bà ơi Bà cho con ở lại đây đi bà Con có thể hầu hạ làm việc nhà cho bà Chỉ cần bà cho con ở đây Đến lúc con sanh thì thôi Vì... vì... Nó chưa nói hết câu thì cô nghe tiếng chồng cô bên này quát lớn làm cả nhà ai cũng giật cả mình bích mày câm họng lại vào trong xếp đồ cút khỏi nhà tao còn bích nghe xong cô cảm thấy nó khóc nhiều hơn cậu hai con xin cậu gia đình con không còn ai cả giờ con biết đi đâu cậu cho con ở lại đi cậu bà ơi bà thương tình cho con ở lại đây đi bà cái thằng nào là mày có bầu ngày mai gọi nó lại đây cho tao rồi tao tính cho con bích nghe xong thì cô thấy nó nhìn sang phong bất ngờ anh hưởng nhẹ bực tức quay sang hướng khác con bích nhìn bà lan ấp ống mãi không thành câu chỉ biết cúi gầm mặt chăng thấy phong như thế nên nó có chút sợ chứ gì thưa mẹ con bích nó không nói được thì để con nói cái thai của con bích là của anh phong nó với chồng con qua lại mấy năm rồi chuyện ra thế này con không muốn im lặng nữa sức chịu đựng của con quá giới hạn rồi con bích có thai coi như con sẽ buông mẹ cứ tác thành cho họ Ngày mai con sẽ về nhà con Không vương vấn gì nữa Mong mẹ thông cảm cho con Lúc này vẻ mặt bà Lan có phần hoảng hốt Bà á khẩu nhìn Phong Chậm chậm không nói lên lời nào Dì Hoa vừa kịp lúc đi vào nhà Đúng lúc nghe được toàn bộ câu chuyện Thì hầm hầm chạy đến Tát cho con bích mấy cái Đồ con danh Tao nghi ngờ mày lâu rồi mà Mày tưởng mày là ai Cóc ghẻ mà đòi làm thì thiên nga hả mày từ cái ngày cái thảo đi thì tao cũng đã lờ mờ đoán ra rồi không ngờ hôm nay mày còn dùng đến chiêu này dì cũng có hơn dì tôi bộ dì tưởng tôi không biết dì cũng thích cậu hai à nhưng dì vừa già vừa xấu vừa lớn tuổi hơn cậu nên cậu không thèm để ý đến gì thôi tôi với dì cũng coi như cá mè một lứa chứ chẳng ai tốt đẹp hơn ai đâu nhưng tôi hơn được gì tôi còn trẻ đẹp người cậu hai yêu cũng là tôi út nhìn thang phong chờ đợi xem anh trả lời thế nào nhưng chỉ thấy Phong đứng im lặng như trời trồng. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng giờ phút này nhìn anh, lửa hận trong lòng cô lại càng thêm cháy lớn. Mối tỉnh đầu, cô yêu bằng sự ngây thơ trong sáng. Vậy mà anh lừa dối, đem cô về làm con dối cho cái gia đình này. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Cô chua xót cho bản thân cô ngu ngốc, đánh đổi cả tương lai sự nghiệp vì cái tình yêu mà dẹp này. Bỗng cái bình nước trên bàn, bị tay ai chọn mạnh xuống, vỡ tung tóe Rồi thì tiếng bà Lan rít lên, dòng bà phẫn nộ run run chỉ tay về hướng con bích trong khi dì hoa và nó còn đang dùng ánh mắt sâu xé nhau cái nhà này loạn rồi hai đứa bay gan quá rồi tụi bay lấy tư cách gì mà thương con trai tao còn mày con bích tao không thể để thứ nghiệp xúc đó sinh ra trong nhà này được ngày mai đi theo tao lên huyện nhất định nhất định phải bỏ cái loại này đi không bao giờ tao chấp nhận mày càng không bao giờ tao để cái thai oan nghiệt đó được sống cậu hai cậu nói gì đi chứ cậu nói cậu thương em mà cậu phải bảo vệ em bảo vệ con mình đi cậu em không thể bỏ con được cậu ơi đủ rồi bích cô buông tha cho tôi được rồi phòng chưa nói hết câu thì trên phòng có tiếng bé nhím khóc inh ỏi làm mọi người cũng dừng lại cô nghe con bé khóc trong vô thức không nghĩ được gì nữa cũng chẳng quan tâm giờ phút này ai biện minh hay biện hộ điều gì cô một mạch chạy lên phòng ôm lấy con bé đang khóc rồi dỗ dành nó tiếng phong chồng cô gọi làm cô giật mình tỉnh dậy em hận anh lắm đúng không út anh còn hỏi tôi có hận anh không à em nghe anh giải thích được không anh còn muốn nói gì nữa chuyện rành rành ra đó rồi anh tưởng tôi là con ngu à không biết con bích nó có bầu với ai à hay anh nói nó dụ dỗ anh anh biết anh có nói gì nữa thì em cũng không tin anh nhưng nghe anh nói trước rồi em muốn nghĩ sao cũng chưa muộn được tôi đang nghe anh cứ nói Năm năm trước Phong chưa nói hết câu thì ngoài cửa con bích nó nhỏ vô Nó đi đến trước mặt cô Chẳng còn kiêng rè gì nữa Lớn giọng nói Chị út chị đừng hành sách anh Phong nữa Chuyện đến lúc này tôi cũng nói thẳng ra với chị Rằng tôi với anh Phong yêu nhau chính đáng Tôi đến trước chị Chỉ là do chị may mắn hơn tôi Vì gia cảnh nhà chị giàu có Chị hơn tôi vì chị có học thức Còn tôi là một con ở đợ Nên chị được giúp về đàng hoàng Nhưng người anh ấy yêu là tôi với lại tôi đã mang thai con của anh ấy Bà cũng đã chấp nhận tôi rồi Nên chị biết điều mà rút lui đi Mày nói mày yêu Phong Vậy sao mày còn để anh ấy cưới tao Hay mày quá hèn Yêu mà không dám nói Mày đừng có lấy học thức ta cảnh này kia ra làm lý do Để biện minh cho cái hành động mục nát của mày Cái xã hội này mãi mãi chẳng bao giờ dung túng Cho cái thứ con rác thứ 13 như mày đâu Còn mày bảo tao nhường Phong cho mày à Tao cũng từng suy nghĩ tới đó Nhưng bây giờ ngay lúc này nhìn thấy cái bản mặt của mày thì tao không muốn bỏ phong nữa Để coi mày còn thủ đoạn nào để dành với tao Chị Thảo chị hiền Nên để mày phản chị ấy Nhưng còn tao thì không bao giờ để mày đắc ý đâu Mày nhớ đó Con Bích nghe cô chửi xong Thì nói im bặt Cô biết lý do mà nói im là do cô nhắc đến Thảo Vì chắc nó không ngờ Việc nó làm khi xưa với Thảo Cô đã phát hiện ra Lúc này Phong đi lại Út cứ nghĩ anh bênh nó Nhưng không, ai lôi bừa nó ra ngoài Mặc cho nó kêu gào, cào cấu anh anh Phong, không được, anh thấy chị ta đánh em không? Sao anh không bênh em chứ? Anh nói gì đi? Chứ sao anh hèn hạ và nhu nhược quá vậy hả? Nếu muốn được ở yên trong cái nhà này thì cô tốt nhất câm họng lại, không thì đừng có trách tôi. Anh, sao anh đối xử với em như thế? Hay anh yêu chị ta rồi? Tiếng cánh cửa phòng đóng lại, cô không nghe anh nói gì nữa, mặc kệ cho con bích ở bên ngoài gào thét. Phòng cứ thế khóa cửa lại, anh đi đến ôm lấy cô, nhưng cô gạt đi. Tôi mệt rồi, không muốn nói anh ngủ đi Sáng hôm sau Khi cô thức dậy thì không thấy Phong trong phòng Mợ hai dậy chưa Bà kêu mợ lên nhà trước Bà có chuyện bảo Tôi nghe rồi dì đi trước đi Dạ mẹ kêu con Con ngồi đây đi Mẹ con mình nói chuyện chút Mẹ biết con đang buồn Cho mẹ thay mặt thằng Phong xin lỗi con Lúc trước cưới con về Mẹ cũng có chút thành kiến Nhưng sau này nhìn vào cách ăn ở của con Mẹ nhận thấy mẹ có sai vài phần Mong con đừng để bụng Chuyện con bích mẹ sẽ không để nó thay thế con đâu Nói thì nói vậy Chứ mẹ cũng không thể bỏ máu mủ của nhà này được Con coi như vì mẹ Mà để con bích lại đợi nó sinh con xong Mẹ sẽ nuôi con nó Rồi đuổi nó đi khỏi nhà mình Con coi có được không Dạ mẹ tính sao cũng được Con thì bây giờ không thể bỏ anh Phong rồi Thôi thì nghe theo ý mẹ vậy Vậy là con chịu rồi phải không con Mẹ biết bây tốt bụng mà Vậy mới đáng làm con dâu mẹ chứ Bà Lan thấy cô đồng ý Nên mặt bà đã giãn ra đôi phần Bà cười mãn nguyện Cô cũng cười cười lại cho hợp ý bà Chứ chẳng ai ngờ trong lòng cô đang có ý định khác Lúc cô vừa bước xuống nhà Thì thấy con Bích cũng đang từ sau nhà bước ra Chắc mới ngủ dậy Cô lại thấy bóng dì hoa ở phía sau bếp Nói với nó giọng mỉa mai Con người đang ảo tưởng vị trí của mình à Dù bà chủ có cho ở lại Thì ở đợ vẫn mang thân phận ở đợ nha Nên biết điều một chút không ai làm việc nhà đâu Nên cố dậy sớm mà làm Giờ tôi mang thai rồi Ở đợi hay không cũng mang con của cậu hay Chỉ vậy thôi đủ làm lớn với gì rồi Mà gì cũng già rồi Cũng nên giữ sức đi Đừng đi mỉa mai con cháu Không hay đâu gì hoa Con danh mày nói ai già hả Để coi tao chống mắt lên Xem mày còn lên mặt đến bao giờ nữa Tao không được cậu hai yêu Nhưng tao cũng không để cho cậu yêu con quỷ như mày đâu Mà nói cho mày biết Cậu hai yêu mẫu út rồi Tao đang đợi xem coi mày đấu thế nào với mợ cô thấy con bích nghe xong định nhào đến đánh dì hoa thì cô liền bước ra đi tới nó thấy cô cũng dừng tay lại dì không cần làm việc để con bích nó làm đi dì lên phòng với con con có việc cần dạ mợ cô nói xong thì quay bước đi lên dì hoa cũng theo sau tôi có thắc mắc này muốn hỏi gì dì trả lời thành thật cho tôi biết mợ cứ hỏi biết gì tôi sẽ trả lời con bích nói dì thích anh phong có thật không nhưng tại sao dì thích ánh trong khi đó dì lớn tuổi hơn ảnh mà Ảnh lại gọi dì bằng một tiếng gì mà Rồi còn chuyện về con Bích Dì biết được gì thì tiện kể luôn cũng được Tôi... tôi... Dì cứ trả lời thoải mái Không cần phải khó xử Tôi chỉ hỏi cho biết không làm khó gì đâu Lúc nhỏ bố mẹ tôi mất hết Lúc đó tôi mới 8 tuổi Một đứa nhỏ không còn người thân Chẳng ai đùm bọc Hàng ngày tôi đi loanh quanh trong xóm nhặt ve chai Đem bán đổi thức ăn qua ngày May mắn tình cờ một ngày tôi gặp bà chủ Bà thương tình dẫn tôi về nhà Cho tôi chăm sóc cậu hai Lúc ấy cậu mới lên 3 tuổi Còn tôi chỉ hơn cậu vài tuổi Đến khi cậu hai nói chuyện dành Bà bắt cậu kêu tôi là dì hoa luôn Sau này thì thành thói quen Hai đứa lớn lên cùng nhau Đôi lần tôi phát hiện tôi thích cậu hai nhiều lắm Nhưng tôi mang thân ở đỏ Nên không dám nói ra Đến lúc cậu lập gia đình với mợ thảo Thì tôi càng cố giấu nhẹm đi Mang tiếng là một người đầy tớ lại được phong gọi một tiếng gì tôi đã biết rằng mình chẳng bao giờ có cơ hội với cậu sau con bích đến nhà với mợ thảo lúc mợ thảo sinh do tôi có kinh nghiệm giữ trẻ nên bà cho tôi giữ bé nhím còn cho con bích thay thế tôi làm việc nhà sau một năm mợ thảo dẫn trai về tận nhà bị cậu hai bắt gặp nên đuổi đi con bích cứ thế ở mãi chẳng chịu về bên kia mà mấy lần vô tình tôi thấy nó liếc mắt đưa tình với cậu nên tôi cũng có để ý nó nhưng chỉ biết nó thích cậu thôi còn có ngủ với nhau không Thì tôi cũng không chắc Cho tới ngày hôm qua Tôi hiểu rồi Thôi dì về phòng chơi với bé nhím đi Dạ mở Nhưng có chuyện này Lúc mở mới về tôi không ưa mợ gì cả Chiếc phòng đó cũng là do tôi đổ lỗi cho mở Nhưng sau thấy mở hiền yêu thương cậu thật lòng Nên tôi Tôi không còn ghét mở nữa Tôi thành thật xin lỗi mở Chuyện qua rồi tôi không để bụng Dì đừng bận tâm trong phòng một lúc nhức đầu quá cô liền đi ra ngoài cho khuây khỏa dạo này bé nhím thiệt giỏi nên dì hoa cho nó ra sân chơi con bích đang nấu cơm ở nhà dưới thấy cô đứng nhìn con nhím thì nó liền nhếch mép khinh bỉ rồi cất câu hát mỉa mai mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng có xương hay không không quan trọng quan trọng là có những loại người biết có xương mà vẫn cố nuốt thì có ngày cũng sẽ mắc cổ mà chết đó Mày có biết không Cô nói xong Cùng lúc mẹ chồng cô đi lên Nên con Bích chỉ đành hậm hực Giấu cơn bực tức né lại Chỉ chừng mắt im lặng Không hó hé tiếng nào Cô đi ra ngoài cổng Vẫy tay kêu anh xe ôm đang đứng với mấy ông khác Ở ngoài đầu đường Anh ta thấy cô thì chạy xe nhanh lại Cô đi đâu tôi chở Anh chở tôi ra ngoài chợ nha Đi được giữa đường cô hỏi anh Anh chạy xe ở đây bao lâu rồi 6 năm rồi cô 6 năm Đúng rồi, 6 năm Mà chi vậy cô À không, thôi anh chạy đi Sáng sớm, ngoài chợ đông nhộn nhiều quá chừng Cô xuống xe trả tiền cho anh xe ôm Xong cũng dảo bước đi vòng vòng tìm kiếm Đi một vòng Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại Ngay cái tiệm cầm đồ thanh phong giữa chợ Đúng như cô suy nghĩ Những ngày cô không thấy anh ở nhà Chính xác anh sẽ ở ngoài này Mà cái thai của con Bích chắc cũng từ nơi này mà ra bất ngờ bên trong này phong ngước nhìn ra ngoài thấy cô đứng đó anh ngạc nhiên xong thoáng vui mừng đứng lên đi về phía cô cô biết anh phát hiện ra mình cô cũng tỏ ra lạnh nhạt bước thẳng vào trong tiệm sao em biết anh ở đây tò mò thôi không ngờ linh cảm của tôi là đúng út em đừng lạnh nhạt với anh như thế được không không từ nhỏ đến lớn người anh thương nhất là mẹ vì mẹ đã bỏ cả cuộc đời bà lo cho anh khôn lớn hai người đứng thứ hai anh thương là Thảo và bé nhím Thảo là mối tình đầu của anh Nhưng vì chút chuyện mà anh với Thảo rời xa Còn bé nhím từ nhỏ xa mẹ Anh có lỗi với con Nhưng anh chẳng biết đối mặt với con thế nào Nên anh luôn trốn tránh Để hết trách nhiệm chăm sóc con cho mẹ và dì Hoa làm Anh đúng là một người cha tồi lắm Đúng không em Vậy nên sẽ không bao giờ anh để ai có thay con anh một lần nữa Cho đến khi anh học được cách làm cha Người đầu tiên anh yêu lại là em từ những lần gặp em đi dạy, những lần em cười, những khi em buồn, Tuổi thân vì mẹ nặng lời với em. Anh muốn bảo vệ em, nhưng anh lại sợ, sợ người ta hại em lần nữa. Sợ có ngày em lại rời xa anh như cái cách mà Thảo ra đi. Là đàn ông, anh bất lực chỉ biết trốn tránh. Anh cho rằng đó là cách tốt nhất để anh bảo vệ em. Nhưng út à, anh sai rồi. Còn chuyện này, giữa anh và con Bích chẳng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng em đợi anh một thời gian, đến lúc mọi chuyện sáng tỏ anh hứa anh sẽ mãi ở bên em nhưng vậy chị thảo đã chết rồi đúng không chưa cái gì chưa chết sao sao vậy giờ chị ấy ở đâu còn ngôi mộ phía sau nhà là của ai em bình tĩnh đi nói chung thảo chưa chết cho anh thêm thời gian nữa anh sẽ kể hết sự thật cho em hiểu không anh nói liền đi em không đợi được em đang rất bình tĩnh anh cứ nói tiếp mà cô hôm em nằm mơ thấy chị ấy nói chị ấy chết rồi mà con làm nhìn ra mộ em còn thấy bóng người nữa vậy ra em cũng tò mò về chuyện của thảo lâu rồi hả sao em không nói với anh Bà chuyện em nằm mơ chắc là do ban ngày em nghĩ nhiều đến tối thì mơ ra vậy thôi còn về ngôi mộ đó là do anh tự làm bốn năm trước con nhím bị sốt cả gia đình trong viện lúc đó thảo nói anh và mẹ ở lại chăm sóc con nhím cô ấy về nhà thay đồ rồi vào với con không ngờ thảo đi đến khuya chưa lên anh chạy về nhà tìm Thì thấy trong phòng Thảo đang nằm bên cạnh một người đàn ông khác ngon lành Anh nóng quá Không kịp hiểu chuyện Nên nhào vô đấm cho gã nhân tình của cô ấy mấy đấm Xong hắn ta may mắn thoát thân kịp Còn Thảo thì cứ nằm im đó Dương đôi mắt vô tội nhìn anh Sĩ diện đàn ông trỗi dậy Anh không kịp tìm hiểu cho rằng cô ấy phản bội Đánh đến khi anh hết sức Thì Thảo cũng đã nằm thoi thóp Hoảng quá anh kêu xe chở Thảo vào viện À anh còn nhớ lần đầu tiên lúc chúng ta động phòng em không dạ máu em cũng chẳng hiểu tại sao nhưng em xin thề từ nhỏ tới lớn em chưa từng yêu và quan hệ với ai trước anh cả anh tin em chứ anh xin lỗi do lúc đó anh hồ đồ anh tin em anh tin em là tốt rồi anh kể tiếp em nghe đi đến lúc này mọi người trong nhà mới vỡ lẽ chuyện thảo đã làm mẹ tức giận lắm đến ngày thảo ra viện mẹ luôn chỉ chiết rồi có lúc đánh đập anh thì thời gian đó rượu trẻ be bét chẳng cho thảo cơ hội giải thích có lần hôm đó mẹ sai con bích đi qua nhà bố mẹ thảo mắng vốn chuyện cô ấy qua lại với trai chỉ còn anh dì hoa mẹ con nhím ở nhà đang ăn cơm thảo cứ khóc lóc nói mình bị oan đừng trả cô ấy về nhà thì mẹ ngứa mắt vô tình pha nguyên tô canh nóng lên đầu thảo chúng ngay giữa chán thảo chỉ kịp la lên một tiếng xong thì ngất đi thấy máu đỏ chảy khắp mặt thảo thì nằm im du Mẹ nghĩ Thảo chết nên run sợ Anh lúc đó như bừng tỉnh Không còn ghen tuông nữa Ôm vội lấy Thảo Người cô ấy bấy giờ mềm nhũn Dì Hoa với mẹ kế bên lấp bấp bảo anh mang xác ra cái đìa chôn đi Ra đến nơi chuẩn bị chôn Anh mới phát hiện Thảo còn thở Nhưng nghĩ lại Nếu cho mẹ biết có khi lại nguy hiểm nữa Nên anh nói gì giấu mẹ Một mình ôm Thảo vòng theo bờ ruộng Chạy ra đường lớn đưa Thảo lên bệnh viện luôn May sao cô ấy qua khỏi Nhưng... Nhưng sao? Anh nói tiếp đi. Lúc đến bệnh viện, cô ấy chỉ còn thở thoi thóp. Bệnh viện huyện không đủ thiết bị y tế với không có khả năng nên đã chuyển cô ấy lên bệnh viện tuyến trên. Sau 3 ngày 3 đêm, mạng sống của Thảo cũng giữ lại được. Có điều, cô ấy sống như người thực vật. Chỉ nằm đó, chưa thật sự tỉnh lại. Mấy năm nay, ăn uống tiểu tiện chỉ dựa vào đường ống. Sau khi mẹ tưởng Thảo chết, mẹ cũng phát bệnh mấy hôm. Anh có nói gì hoa, làm ngôi mộ giả cho mẹ nghĩ thảo đã chết để mẹ ăn năn việc mình làm mặt khác anh tiếp tục lên xuống chăm sóc cho thảo bên nhà cô ấy khi nghe con bích nói vẫn nghĩ cô ấy đi theo trai nên sau không truy cứu anh cũng không thể mở lời sợ hai ông bà chịu không nổi cú sốc cứ thế trôi qua đã mấy năm anh đã nợ gia đình cô ấy một lời xin lỗi một tội lỗi mà suốt đời anh không bù đắp được nữa rồi nếu khi đó anh đủ lý trí có khi mọi chuyện đã khác anh cũng nghĩ sẽ cả đời ở vậy chăm sóc cho nhím và bù đắp tội lỗi cho Thảo. Nhưng từ khi gặp em, anh đã không thể kìm nén tình cảm của mình nữa. Anh không biết anh đang đi đúng con đường hay không nữa. Chỉ sợ em hối hận thôi. Cô tròn tay ôm lấy anh. Khói thuốc cay xè bay vô mắt làm cô càng khó chịu. Nhưng trong lòng cô coi như đã chút hết những nghi ngờ được phần nào rồi. Hôm nay nói ra hết với em, anh cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi. Có điều anh chưa điều tra ra được Ai là người đổ ăn cho Thảo Người đàn ông lúc đó với Thảo là ai thôi Mà khoan Chuyện con biết với anh là như thế nào Anh kể em nghe luôn được không Em tin anh không Út nhìn sâu vào mắt Phong Nhờ để Phong có sự tin tưởng Hai tay từ từ chạm vào mặt anh Rồi nhanh chóng hôn lên môi Phong một nụ hôn thật sâu Sau đó trả lời Lúc trước thì không Nhưng bây giờ anh có thể trả lời lúc thảo vào phòng cấp cứu có mắt máy nhắc đến con bích với anh anh chỉ nghĩ đơn giản con bích theo cô ấy chắc muốn anh ở lại lo lắng nó dùm thời gian sau con bích ngày càng bộc lộ tình cảm với anh phần thấy có lỗi với thảo phần vì đang suy sụp anh cũng chẳng né tránh nó mà cũng không thừa nhận con bích thì tưởng anh cũng có ý với nó nên cứ ở lại chẳng chịu về bên kia trong mấy năm nó cũng lo lắng quan tâm anh nhiều lắm rất tiếc trái tim anh đã nguội lạnh cho đến lúc gặp em anh thừa nhận đôi khi anh có lo lắng cho nó nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu rồi cái ngày nó bị đánh nhập viện nó càng quá đáng anh trong lòng sinh nghi nên càng tránh xa không ngờ giờ nó lại lấy đứa con ra mà làm khó anh vậy ra con bích có thai với anh là thật cái đồ đáng ghét này vậy mà anh nói anh yêu mình tôi hả em nhớ lần con bích với con nhím làm viện không có hôm em ở bệnh viện với mẹ lúc đó một mình anh ra đây ngủ tự dưng đến khuya anh nghe tiếng con bích gõ cửa. Anh ra hỏi, thì nó nói ở viện nó không ngủ được, nên trốn về ngang, nên ghé qua đây luôn. Anh với nó ngồi uống nước một lúc, thì tự nhiên anh buồn ngủ. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm con bích trần chuồng. Hôm qua nghe bác sĩ nói nó có thai, anh không tin. Nghĩ nó dở trò, nhưng sáng giờ anh ngồi nhớ lại, thì anh nghĩ chăng nó có thai với anh lần đó. Anh... Vừa vài phút trước còn vui vẻ, giờ nghe anh nói xong, lòng cô trùng xuống nữa rồi có ai không đau khi biết chồng mình ăn nằm với người khác chứ cô đẩy phong ra đi đến phía sau mở cánh cửa sổ cô cứ đứng suy nghĩ mà không hay phong đi đến từ lúc nào anh vòng tay ôm cô từ phía sau làm cô giật mình nhưng cũng đứng yên đó ngẫm nghĩ đôi khi không cần nói nhiều làm gì chỉ cần im lặng cũng đủ cảm thấy nhẹ nhàng hơn từ xa ánh mặt trời đã dọi lên cao phong thấy vậy cũng với tay kéo cửa sổ đóng lại rồi nắm tay cô đi vào trong vừa hay còn bích cũng bước chân vào tới chị sao chị lại ở đây anh phong buông tay chị ta ra cho em phong nghe nó hỏi út nhìn sang thấy út im lặng anh chỉ thở dài nhìn con bích lên tiếng bích cô càng ngày càng quá đáng rồi đó ai cho cô tự ý xông vô đây anh nói cái gì đó lúc trước ở viện anh hứa với em ra sao em có thai với anh rồi anh cũng nên cho em chút danh phận đi chứ một là anh đuổi chị ta hay cho em lên làm vợ lớn để chị ta xuống làm vợ nhỏ cũng được dù gì giờ chị ta cũng đâu có ràng buộc gì với anh còn anh thì lại đang trong bụng của em đây nè út nhìn sang chồng mình tỉ mỉ quan sát biểu hiện của anh cô cảm thấy anh tức giận thật sự hai bàn tay anh nắm chặt lại gần guốc nổi lên cuồn cuộn anh lớn giọng quát lại đủ rồi đó bích cô nên biết giới hạn vị trí của mình ở đâu đi mau cút về nhà đi nếu còn ở đây là nhà nữa thì đừng trách tôi vô tình còn đứa con tôi sẽ chịu trách nhiệm Cút Anh Phong Cút Cô thấy nó không chịu đi Vẻ mặt hậm hực bởi bị Phong trời Thì trong bụng cũng hà dạ phần nào Nhẹ nhàng đứng lên đi về phía con bích Cô đi ngang Phong sợ cô làm liều đánh nó Anh nhanh chóng kéo tay cô lại Út mỉm cười cho anh an tâm Như kiểu muốn nói Em không có ngu Rồi mạnh dạn rút tay ra Con bích thấy cô đi lại nó Nó có phần hơi run Thụt lùi lại Miệng hét lên Chị, chị định làm gì? Tránh xa tôi ra. Anh phòng cứu em, chị ta muốn hại con với em kìa anh ơi. Ai làm gì mà mày la? Hay mày đế tiện quá nên nghĩ ai cũng như mày. Tao không rảnh hại mày để đi tù. Đời người ngắn lắm, tao chỉ muốn sống an nhàn, hưởng thụ, chứ không muốn suốt ngày trong đầu toàn chứa những âm mưu hại người đâu. Còn bây giờ, tao ra đây là để tiễn khách. Vợ chồng tao không hoan nghênh mày ở đây, còn muốn rảnh chồng. Được, đem giấy tờ kết hôn của mày ra đây rồi nói chuyện với tao. Còn không có thì về Ở đây là chợ Nếu mày muốn bẽ mặt Thì tao sẽ tiếp mày đến phút cuối Nhưng chắc mày không ngu đâu ha Chị hay lắm Cứ chờ đó Con bích này không để thua chị đâu Tao đang đợi Con bích đi rồi Út liền quay lại lườm phong một tia sắc lẻm Anh gãi gãi đầu cười trừ Chứ chẳng biết phải nói sao Mà nói thiệt Chặn họng con bích vậy thôi Chứ nghĩ lại Cô với Phong cũng đâu có giấy tờ kết hôn nào Nói trắng ra cô chỉ hơn con bích là cô được mẹ anh giúp về còn về mặt pháp luật con bích và cô cũng ngang hàng ngang lối thôi cô còn thua nó đứa con nữa cô thì đương nhiên biết phòng chắc chắn sẽ rất khó xử chứ không phải anh thiệt tình tha thiết gì nó mà nói gì thì nói cô cũng bực lắm chứ lại có phần chạnh lòng đứng đối diện với anh cô khoanh tay tuyên bố thẳng thừng em hết chịu nổi rồi hay là anh cứ cưới quách nó đi em nhường lại cho đó em nói gì đó nói lại em nghe coi Anh nghe không rõ hả Em nói em nhường Cô chưa nói ra hết câu Thì đã bị Phong nhanh tay kéo cô sát lại Anh dùng miệng khóa môi cô Làm cho lời định nói cũng bị trôi tuột xuống Bất ngờ trong đầu Lời con bích nói lần trước lại cứ vang lên Khiến cho cô càng ám ảnh Cậu hai là người bạo hành chuyện đó Cô Thảo chịu không nổi nên đã bỏ đi Cô dùng mình run sợ Hai tay ôm lấy thân mình Lại nhớ lần trước bị anh đánh Cô càng thêm hoảng loạn phong cảm nhận cô như mất bình tĩnh anh dừng lại đôi mày nhíu chặt rằng anh khàn đi hỏi cô em sao thế mọi chuyện anh đã giải thích rõ hết cả rồi em còn không tin anh sao út không phải là em sợ sợ anh giống như lần trước phong cau mày lần trước anh đã xin lỗi em rồi mà anh hứa với em sẽ không như thế nữa được chưa không còn biết nói với em anh còn mua đồ chơi về ép chị thảo em không muốn em là người tiếp theo đâu anh buông em ra đi Nghe cô nói xong Anh bất lực gương mặt nam nhân thoáng tỏ ra vẻ buồn bã Buông tay thả cô ra khỏi người anh Chưa đầy 5 phút sau Anh đã quay lại Cầm trên tay một hộp gỗ màu đen Đã cũ được khóa chặt Anh nhìn cô vẻ mặt chua xót cất lời Mọi thứ em nói Tất cả nằm trong đây Phòng từ từ cầm lấy chiếc chìa khóa nhỏ trong tay Trà vào ổ khóa Út ngồi trên giường cũng hồi hộp Nhìn theo từng động tác tay của anh khó hiểu chẳng biết trong đó là gì nữa chiếc hộp được mở ra bên trong nào là dây thừng soi ra thêm hai đến ba sợi dây xích phong nhìn về phía út đang ngẩn người không đợi vợ mình hỏi anh liền nói cho cô nghe cường mặt lúc này đã tối lại từ lúc biết thảo phản bội anh như biến thành con người khác bản thân anh từ nhỏ đã có tính sở hữu cao bất kể đồ gì là của anh anh sẽ chẳng bao giờ cho người khác đụng đến nên anh không thể chịu đựng nổi khi thấy Thảo bên thằng khác. Sau Thảo nằm viện, anh cũng không còn thói quen đó nữa. Lắm lúc nghĩ lại, anh còn sợ hãi bản thân mình. Không nghĩ ngày đó mình biến thái đến mức như thế, nên đã gom tất cả lại, bỏ trong chiếc hộp này. Để nhắc cho mình nhớ, không bao giờ được lặp lại điều đó nữa. Có đúng, anh sẽ không sử dụng chúng nữa không? Em sợ lắm. Em không tin anh à? Vậy nhắm mắt lại đi, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Còn bây giờ, để anh đem cất đi đã. Út nằm xuống giường nghe theo lời anh nói Mắt cũng bắt đầu nhắm lại Trong đầu tưởng tượng toàn những chuyện không đâu Phong cất đi xong thì cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô Mùi anh cũng dần trượt xuống áp lên môi cô Phong, em... Còn dám có ý định rời xa anh nữa không? Không 5 giờ chiều cô với anh cùng nhau đi về Đi tới chỗ khúc cua vào nhà Cô nhìn thấy anh xe ôm thường ngày đứng đối diện với ai đó Người đó quay mặt vào trong cô không nhìn thấy rõ nhưng cảm giác quen lắm mà thôi cô chẳng quan tâm vào nhà đúng lúc dì hoa đang đút cho bé nhím ăn ngoài sân thấy cô và anh con bé chạy nhào tới cô nó gọi mẹ mẹ nhím con gọi ai là mẹ nói cho ba nghe đi con không cần ngạc nhiên là mẹ dạy nó đó con út giờ cũng là vợ con rồi cũng nên để con nhím gọi mẹ cho quen sau này lớn nó đi học cũng không phải mặc cảm mẹ chỉ cần con từ nay về sau yêu thương con nhỏ thật lòng là vẹn vui rồi con đồng ý không út cô nghe mẹ chồng mình nói hết câu mắt cô hơi sũng nước cô không nghĩ có ngày bà chấp nhận con bé nhím ở gần cô còn cho con bé gọi cô một tiếng mẹ thân thương thế này cô vui cô cảm động xém chút nữa là ôm bà ấy luôn rồi bên này bà lan dì hoa phong nhìn hai người ai cũng xúc động giây phút cả gia đình người ta vui vẻ thì đâu ai biết Con người đứng phía sau cánh cửa Đôi mắt nhìn vào tràn đầy hận thù đối với cô Buổi tối Cô phụ con bích dọn cơm Dù ghét nó nhưng đang ở nhà Cô không muốn mọi người phiền lòng Nên cũng không tỏ thái độ gì với nó Con bích do được mẹ chồng cô chấp nhận Nên hiển nhiên nó được lên ngồi ăn chung bàn với mọi người Lúc ăn Cô thấy Phong cứ gấp hết món này đến món khác cho vào bát cô Mà không đếm xỉa gì đến con bích Tự nhiên nó bỗng buông đũa Ngồi khóc giấm dứt Bà Lan đang ăn dở Thấy thái độ của nó như thế Liền cao có quát lớn tiếng với nó Ăn được thì ăn Còn không thì cút xuống Nhà này không có kiểu đang ăn làm mất vệ sinh như thế đâu Bà ơi bà đã chấp nhận con Nhưng cậu Phong không chấp nhận Thì con sống làm sao được hả bà Ngày ngày con cực khổ mang thai cháu của bà Còn cậu Phong và cô Út cứ quấn quít trước mặt Làm sao con chịu được Chắc con không sống nổi nữa bà ơi Phong nói luôn Vậy thì mày cứ chết đi Nhà tao đủ tiền làm đá ma cho mày Cậu, cậu Nếu con Bích thấy con với anh Phong ngứa mắt Thì hai ngày mai mẹ cho con với anh Phong Ám bé nhím đi lên phố một chuyến nha mẹ Cũng gần đến ngày con bé đi học rồi Vợ chồng con muốn đưa con bé đi chơi một chuyến Rồi mua đồ cho con bé luôn Mẹ thấy sao mẹ Ờ, ừ, vậy hai đứa đưa con nhím đi đi Ở nhà dì hoa phụ con Bích được rồi Nhớ lo cho con nhím cẩn thận nha con Tí vào phòng mẹ đưa tiền cho Cô cảm ơn mẹ chồng một tiếng Xong nhìn sang Phong lém lỉnh Còn bên này con Bích tức giận Vội lên tiếng Không được Bà Lan nghe xong đập bàn kết dầm Rồi lườm sang nó một tia chán ghét Nó sụ mặt lại không nói không rằng Dậm chân hậm hực bỏ đi xuống nhà dưới Út nhìn thái độ của bà Biết bây giờ cô đã chiếm được lòng bà mẹ chồng này rồi Cũng không lo đấu không lại nó nữa Sau một đêm chờ đợi Thì cuối cùng trời cũng sáng Phong dù không hiểu rõ cô muốn đi đâu Nhưng vẫn vui vẻ đi theo Phong đang lái xe Vô tình liếc nhìn sang Thấy cô cười Tâm trạng anh cũng vui vẻ hẳn Anh hắng giọng liền hỏi Có gì mà em vui vậy vợ Không có gì đâu anh Anh cứ chạy đi <laughs> Mà nè em định đi đâu Em không nói anh biết sao mà trò Em quên Anh chở em với con lên phố Tìm một khu vui chơi cho con chơi đi Em thấy nhím lâu rồi không được đi đâu đó Em cũng muốn đi cho khôi khỏa đầu óc ủa em chủ yếu muốn đi chơi vậy thôi hả sao không nói sớm mà cứ lấp lửng làm anh tưởng em có phi vụ gì chứ ơ ờ, anh này em muốn đi không được à mà nè mẹ cho em đi rồi đó anh không được càm giảm em chỉ được làm theo lệnh thôi đó dạo này thân thiết quá ha anh nói cái gì mà thân thiết thì em đó mẹ với em chứ ai vào đây nữa giảm quá anh thôi lo lái xe đi lái cho cẩn thận vào Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến chỗ, đúng là trên phố có khác, ồn ào và náo nhiệt khác hẳn ở quê cô. Phòng lái xe chạy xung quanh gần đó tìm khách sạn rồi đỗ xe, đặt phòng, anh dẫn cô và con đi xuống đường tham quan đủ chỗ. Trời đến gần tối, ba người trở về khách sạn kêu đồ ăn lên, cô cho con bé ăn no rồi dỗ nó ngủ. Anh, mai chở em và con qua bệnh viện thăm chị Thảo nha anh. Vậy ra em lên đây vì muốn gặp Thảo, lý do đi chơi là phụ thôi, có phải hay không? Dạ, em muốn gặp chị ấy Anh có thể chờ em đi được không anh? Ừ ờ, sáng mai anh chờ em đi Được chưa cô nương? Cô mỉm cười hài lòng Ôm chặt lấy anh Hít thở bầu trời đêm trên cao Đang lấp lánh đầy những ngôi sao nhỏ Sáng sớm, cô pha nước nóng tắm cho nhím Rồi nhẹ nhàng lau khô người Thay đổi cho con Cảm giác cô giống như một người mẹ thực thụ rồi Đôi lúc cô cũng muốn có đứa con chung với anh Nhưng sợ thiệt thòi cho nhím Nên cứ phân vân rồi lại thôi cô không thể vì bản thân mình mà ích kỷ với nó được cô sợ con cô sinh ra cô không còn quan tâm con bé nhiều nó lại đang tuổi ăn tuổi lớn sợ nó mặc cảm rồi tuổi thân người lớn thì sao cũng được nên mỗi lần xong cô liền đều đặn bỏ vào trong miệng một viên thuốc ngẫm nghĩ sẽ có ngày cô sinh cho anh đứa con của chính mình nhưng chưa phải lúc này đợi bé nhím lớn hơn trước đã và đợi chuyện về con bích được sáng tỏ có phải đứa con trong bụng nó Là con của chồng cô hay của ai khác Đến viện Phong một tay ấm bé nhím Tay còn lại anh nắm lấy tay cô bước đi thẳng Bên trong Một cô trà chừng ba bốn mươi tuổi Mặc áo màu trắng đang trong phòng Thấy Phong vào thì liền tươi cười vui vẻ hỏi anh Cậu Phong lại lên nữa à Đây Là ai vậy cậu Dạ là vợ và con gái của cháu Nhím chào bà đi con thôi cô cậu ở đây đi tôi ra ngoài lúc nào cậu về báo tôi một tiếng nghe cậu phong gật đầu xong thì cô ấy cũng nhanh chóng bước ra út thấy vậy khó hiểu nên liền hỏi anh cho biết cô đó là ai vậy anh là người anh thuê ở đây chăm sóc thảo dạ thì ra là vậy cô đi thật nhẹ dừng lại nơi chiếc giường trắng thảo nằm đó đôi mắt nhắm nghiền nước da xanh xao xung quanh hai tay gắn toàn dây dở nhưng cũng không thể phủ nhận nét đẹp của chị ấy vẫn còn nguyên vẹn dịu dàng và thuần khiết chợt tận sâu đáy lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa thảo hôm nay anh đưa con lên thăm em đây em tỉnh lại đi năm năm rồi em ngủ đủ rồi đừng tự hành hạ bản thân của mình nữa con mình lớn rồi nó sắp đi học rồi em không muốn gặp con hay sao phong ngồi với thảo một lúc mới chợt nhớ ra bên cạnh anh còn có cô anh quay lại nhìn cô thì sợ anh khó xử nên vội đi lại bên cạnh anh cô nói em không sao đó là điều anh nên làm mà không cần bận tâm em con ngủ rồi kìa anh ẵm con ra ngoài đi vòng vòng cho con ngủ đi em nói chuyện với chị thảo xíu anh nhìn xuống bé nhím thấy đôi mắt nó mơ màng nên anh cũng đứng dậy nhẹ nhàng ẵm con bé tựa vào vai mình rồi nói nhỏ với cô vậy anh ra ngoài chút em ngồi đây tí anh vào hai ba con anh đi rồi cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với thảo chị nằm im đó cái máy đo nhịp tim đều đặn nhảy nhịp lên xuống cô thở dài nặng nhọc mở lời dù không biết thảo có nghe được hay không nữa em chào chị em là út mà chắc chị không biết em đâu đúng không anh phong cưới em về được mấy tháng rồi nếu chị biết chị nhất định sẽ buồn anh phong lắm phải không chị lúc đầu em không biết chị em yêu anh phong là thật lòng nhưng sau này em mới phát hiện ra chuyện của chị sâu trong lòng em em đau khổ và day dứt lắm em xem mình như người đã chen vào hạnh phúc của chị đó chị biết không nhưng em lại không từ bỏ phong được cùng là phụ nữ em hiểu và đồng cảm với khổ đau mà chị đang gánh chịu nếu có thể chị hãy mau tỉnh dậy đi bé nhím cần mẹ chị chắc cũng đang nhớ con mình mà rồi còn phải trả thù kẻ đã hại chị nữa chứ em hứa nếu chị tỉnh lại em sẽ rời xa phong để gia đình chị được đoàn tụ. Vì em sợ mình không thể thay chị lo cho anh và con nhím được chu toàn đâu. Chị nghe em nói không? Mau tỉnh lại, về với gia đình. Còn bố mẹ chị nữa, cô chú ấy già rồi, không ai chăm sóc, đang từng ngày ngóng tin chị về đó. Cô nói dứt lời, mặc dù Thảo vẫn nằm im đó, chẳng biết chị ấy có nghe hay không, nhưng cô cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Bất ngờ khi cô nói xong, chợt cô thấy ngón tay của thảo cử động nhịp tim trên máy báo cũng không bình thường cô vội vàng nhấn chuông báo chưa đầy một phút một anh bác sĩ đi lại chặc chừng lớn hơn phong vài tuổi thôi chỉ là phản ứng tự nhiên thôi nhưng cũng coi như là tình hình có chút tiến triển tốt rồi người nhà có thể thường xuyên trò chuyện để ý thức của cô ấy sớm tỉnh lại thôi muộn rồi mình về em vậy còn thảo ở đây có người chăm sóc rồi nếu cô ấy tỉnh lại có người sẽ báo cho chúng ta biết Dạ Mà khoan anh đợi em xíu nha Cô đi lại ám lấy bé nhím trong tay Phong Xong quay về hướng của Thảo đang nằm Nhím nè Người nằm đây là mẹ ruột của con đó Con không được sợ mẹ con nghe không Mẹ con đang ngủ Giờ mình chào mẹ rồi về nha con Vậy từ nay nhím có hai mẹ luôn hả mẹ Ừ Con thích không nè Thích lắm Nhím chào mẹ, nhím về Cô nhìn Thảo tự dưng lại bật khóc rồi nặng nề nói lời tạm biệt. Trên đường đi về, trên xe trầm tĩnh hẳn, chẳng ai nói với ai lời nào, vì trong lòng anh và cô đều có những nỗi muộn phiền riêng, khó tả lắm. Bé nhím thì được cô ôm, nó cũng đã ngủ tiếp. Út lặng nhìn sang hai bên đường, dòng người xe cộ lướt qua vội vàng, trong lòng cô càng trống rỗng. Tối muộn, ba người cũng về đến nhà an toàn, còn Bích nghe xe về liền chạy ra Gặp Phong mặt nó hớn hở Nói với anh Anh Phong hôm nay em đi siêu âm Bác sĩ bảo thai được hơn 2 tháng rồi Bác sĩ nói có thể là con trai đó anh Bác sĩ nào mà thai mới hơn 2 tháng Đã kiểm tra được thai là gái hay trai vậy Bác sĩ nói hay là do mày sao Không muốn đôi co với nó nữa Nên cô chỉ đành ẵm con nhím Đi một mạch vào nhà Dì Hoa thấy cô về Liền ẵm lấy nhím thay cô Con bé quen hơi cô Bị dì Hoa ẵm nó khóc thét lên cứ gọi mẹ mẹ làm cả buổi tối cô phải ở bên này với nó mà nhìn quanh nhà không thấy mẹ chồng đâu cô liền hỏi gì Ủa gì mẹ con đâu rồi gì Dạ bà đi lên huyện lấy tiền rồi mở sáng mai mới về Dạ à mà mợ Sao có chuyện gì vậy gì Tối hôm qua tôi không ngủ được ra sân đi vòng vòng thì tình cờ phát hiện ra con bích lén là lén lút đi ra ngoài cái đìa Tôi tò mò đi theo Thì thấy nó nói chuyện với một người đàn ông xa lạ Nhưng trời tối quá Tôi không nhìn rõ Lại sợ bị phát hiện Nên đứng một lúc tôi liền đi vào Cũng không nghe được họ nói cái gì Gì? Có đúng gì thấy con biết không? Mà lúc đó mấy giờ vậy gì? Khoảng 10 đến 11 giờ tối đó mở Dạ được rồi Thôi con về phòng nha gì Mà chuyện này gì đừng nói cho ai nữa nha Để con xem sao Con này con thấy nó bí hiểm sao đó Được rồi Mợ biết được gì thì nói cho tôi nghe nữa nghe mợ Dạ, dì yên tâm. Cô về phòng cũng vừa lúc Phong đi vào, thấy anh cô không thèm nhìn, y thẳng lại giường nằm xuống, mặc kệ Phong cố giải thích rằng anh không quan tâm. Không này kia với con Bích, cô vẫn lờ đi và chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng sớm, cô thức dậy thật sớm, Phong nằm bên cạnh còn ngủ say, cô nhẹ lật chăn ra, bước xuống giường, đi ra sau rửa mặt, đi ngang nhà sau, con Bích đang ngồi trước gương chải tóc. Nó thấy cô liền cắt giọng như đang ra lệnh cho cô Tôi có bầu Bụng cũng lớn rồi Từ nay về sau chị cố mà dậy sớm làm việc nhà đi Tôi phải dưỡng thai Để sinh ra cháu đích tôn cho cái nhà này nữa À mà chị cũng đừng hở chút là giận lẫy Để cho anh Phong phải lăn nỉ chị Đàn bà mà không biết đẻ Anh Phong sớm muộn Sẽ coi chị như đồ bỏ đi thôi Đời lắm cây hay Loay hoay toàn gặp chó Chị nói ai là chó Chị đứng lại cho tôi coi Tao nói mày đó rồi sao? Đừng tưởng kiếm chuyện với con này mà dễ, tao không hiền đến mức để mày qua mặt được đâu, mà trong đời tao chưa thấy ai đê tiện như mày, cướp chồng người khác mà còn như tự hào lắm vậy đó. Bảy đặt, lúc đầu chị chị em em với tao làm chi cho mệt, tao nhắc cho mày nhớ, đang có thai thì dáng giữ đi, chui đầu vô kiếm chuyện với tao, tao đánh cho lỡ có chuyện gì thì đừng có mà trách. Chị tưởng chị là ai mà tôi không dám đánh? Đừng ý được bà chủ thương, rồi lên mặt chị cuối cùng chỉ là đồ thay thế thôi đừng có mơ tưởng con bích này cái gì nó muốn thì nó không để ai giành lấy đâu ủa rồi mày làm gì được tao thích ăn giật thì đợi đến tháng 7 người ta cũng cô hồn rồi muốn giật bao nhiêu cũng được chưa cái gì của người khác mà tự dưng nhào vô giật với người ta có ngày tết đầu nha nhất là chồng tao tao chưa bỏ thì đừng có nào láng pháng đến tao ngu một lần để mày qua mặt rồi thì tao không ngu tiếp lần thứ hai đâu tao thích thì tao giật chồng mày đó mày làm chó gì được tao vừa nói xong nó nhà vô đánh cô nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ lúc đánh nhau cô không có kinh nghiệm đâu mà con bích nó lại khỏe như trâu cô thì từ nhỏ đã không làm việc gì dáng người lại mảnh mai nhỏ nhắn đầu bì với sức nó được với lại nó đang mang thai sơ xuất chỉ tội đứa nhỏ nó đánh cô bầm mặt cô cũng chỉ lấy tay đỡ thôi ai ngờ vừa nghe tiếng bước chân từ trong đi ra nó lật đật té xuống quần miệng nhìn về phía cô nhếch môi cười đắc ý rồi nhanh chóng lập tức nhăn nhó hai tay ôm bụng hét lên ôi đau quá chị út sao chị giết con em em đâu có ý định sẽ giành anh phong với chị chứ chị ác đầu quá vậy có ai không cứu tôi nè phong trong nhà đi ra nhìn thấy cô đang đứng còn con bích ngã sóng xoài dưới đất anh vội chạy đến đỡ nó đứng dậy giọng anh lo lắng khiến cô cũng chẳng ngờ bích có sao không mau tôi đỡ lên xe đi bệnh viện anh ơi em đau lắm con mình có sao không anh Em sợ lắm anh Phong ơi Không sao, yên tâm tôi đưa cô đi bệnh viện Anh ơi em đau bụng quá Chị út đẩy em Con mình, anh ơi Đau quá, cứu con với anh Im lặng, giữ sức đi Tôi chở đi Út đứng im như tưởng Ngước mắt nhìn về phía đó Đến lúc xe khuất bóng Bà cô còn đứng ngây ngốc nhìn Anh quan tâm đứa bé Cô hiểu Nhưng tại sao lại ngọt ngào với nó Từ lúc bước ra đến lúc đi anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần vừa lẩm bẩm chửi anh cô vừa khóc vừa đưa tay lên xoa xoa cái mặt cái mặt lúc này cũng vừa đủ thời gian để sưng húp lên rồi tùy đau đó nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này xế chiều mẹ chồng cô về nghe dì hoa kể chuyện lại bà bước vào phòng xem xét tình hình cô rồi bà nói lúc nãy thằng phong có gọi mẹ nói mẹ về ngang ghé bệnh viện thì biết con biết nó không bị gì thằng phong cũng đã chửi nó một trận rồi hai đứa nó đang trên đường về Mẹ cũng biết tính bay Không bao giờ hại nó đâu Thiệt con đó, cả ngày nó càng quá lắm rồi Dạ Con không sao đâu mẹ Mẹ đi đường xa về mệt rồi Thôi mẹ nghỉ sớm đi, con không để bụng đâu mẹ Ừ, thôi mẹ đi ra đây Con nghỉ ngơi đi Bà Lan vừa ra ngoài Thì ngoài sân vừa lúc cô nghe tiếng xe phong về Được tầm 5 phút Anh đi vào phòng Cô còn giận anh nên không nói gì cả Em, út nằm im chẳng thèm đáp lại. Giận anh hả? Thôi, quay lại nói chuyện với anh đi vợ. Nói gì nữa, còn gì để nói? Anh không tin em thì có nói cũng chỉ tốn công, tốn thời gian mà thôi. Ai nói anh không tin em hồi nào? Thì ừ, anh không nói, nhưng hành động của anh rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Anh chỉ sợ nó bị gì thì liên lụy em thôi. Với lần trước thảo xảy ra chuyện, anh đã ám ảnh và sợ lắm rồi, thấy nó vậy, anh không kịp suy nghĩ. Anh xin lỗi Tóm lại Anh cũng chẳng tin em Nói tới nói lui Cãi qua cãi lại Cô và anh vẫn không thể hòa giải được Mãi một lúc sau Cả hai đành mỗi người một bên Xoay lưng vào nhau ra vờ ngủ Út nằm trằn trọc Mãi đến tầm 2 giờ sáng Đến khi buồn đi tiểu Nhìn cạnh bên Thấy chồng đã thở đều đều Cô nhẹ lật chăn Xỏ đôi dép vào Mở cửa ra vào nhà vệ sinh Xong cô định đi vào nhà Thì đột nhiên cô nghe tiếng dép lẹp xẹp phía sau cảm nhận có gì đó lạ, lạ út căng mắt ra nhìn đường theo ánh trăng mờ mờ cô nhau mắt phát hiện ra bóng con bích rón rén đi theo lối bờ ruộng ra phía cái đìa nhớ lại lời gì hoa khiến sự tò mò của cô trỗi dậy cô lật đật nhón chân nhẹ nhẹ chậm rãi đi theo phía sau con bích ra đến nơi chợt cô giật nảy mình khi trong lùm cây có người con trai đi ra ôm chầm lấy nó cô liền khéo léo nép vào phía bụi châm bầu đúng lúc nghe được tiếng con bích phát ra tiếng xì rào anh muốn nói gì mà hẹn em ra giờ này cẩn thận bị phát hiện là chết cả lũ đó em bị sao mà lúc sáng anh thấy thằng phong chở em đi bệnh viện vậy hả em bị ngã thôi không sao cái gì sao lại bị ngã rồi con mình con mình có bị sao không anh chỉ quan tâm tới đứa con thôi sao tôi anh coi không ra gì à không ý anh là em với con có bị sao không em không sao chỉ là dùng một chút mưu mẹo làm cho phong ghét con út thôi làm gì thì làm cũng dáng cẩn thận mà em nhanh gom một mớ tiền của nhà đó Xong rồi mình trốn đi xứ khác sống đi Anh không đành để em ở lại nhà đó Còn tối ngày giáp mặt với thằng Phong Anh ghen Anh dáng đi một thời gian nữa thôi Ghen gì nữa Em hết yêu hắn rồi Chỉ yêu một mình anh thôi Một màn nói chuyện của họ Cô nghe không sót một từ Thì ra là vậy Không uổng công cô thức đêm thức hôm rồi Mặc kệ cho đôi gian tình đó tâm sự Cô nhẹ nhàng bước chân đi thật lẹ vô nhà Vừa đi vừa nghĩ xem làm cách nào cho nó tự khai ra sự thật vào trong nhà sau khi đã đặt lưng yên vị trên giường bấy giờ út mới tiếp tục sâu chuỗi lại mọi chuyện và chợt phát hiện thì ra cái lần nửa đêm cô thấy bóng người ngoài đó cứ ngỡ là ma nhưng bây giờ thì khỏi cần đoán cũng biết chắc chắn đó là con bích rồi báo hại lần đó cô tưởng cô thấy ma thiệt làm cô sợ muốn xanh mặt em sao vậy không ngủ được hả chưa hết giận đâu mà làm như thân lắm nói chuyện vậy thôi mà anh biết lỗi anh rồi mà công nhận ông vợ đã dễ sợ thôi đừng có nỉnh anh ngồi dậy đi em có chuyện muốn nói cho anh nghe nè có gì mà nửa đêm dựng đầu anh dậy thế vợ lần anh nói anh ngủ với con bích anh có làm gì nó không anh không nhớ rõ về lúc đó uống nước với nó xong tự dưng anh buồn ngủ rồi ra là sáng có chuyện mà sao em hỏi vậy cô không giấu anh nữa nên đành kể ra hết mọi chuyện cô vừa tận tay nghe được cho anh nghe nghe xong anh có vẻ nhẹ lòng nhưng gương mặt thì vẫn tỏ ra bình thường anh đưa tay kéo cô vào lòng anh anh nói anh thật không ngờ nó làm ra những chuyện tệ hại thế này uổng công lúc nào anh và Thảo cũng xem nó như em út trong nhà thôi em đừng nghĩ nhiều để đó từ từ anh điều tra xem sao út nép vào lòng Phong khẽ thỏ thẻ mấy lời vâng mà anh này em không nghĩ ra thằng nhân tình của nó là ai luôn đó thôi ngủ đi cô nương sắp sáng rồi vậy là tự dưng hết giận cô và anh ôm nhau ngủ đến sáng sáng nay cô xin mẹ chồng cho cô đưa con bé ra chợ mua thêm đồ cho nó lần trước đi lên trên phố cô có mua rồi nhưng vẫn thấy ít nên quyết định sẽ đưa con bé đi mua thêm hai mẹ con đi bộ ra đầu đường gọi xe đi thì thấy cái anh chạy xe ôm quen thuộc chạy lại hỏi cô cô đi đâu tôi chở cô đi anh chở em ra chợ nha được cô ẵm bé lên xe đi đội mũ vào cho an toàn Tự dưng nghe giọng nói này út cho dùng mình Mà khoan Giọng nói này cô nghe quen lắm nè Để nhớ lại coi Chắc chắn cô đã nghe được ở đâu rồi Cô vừa suy nghĩ vừa đỡ bé nhím lên xe ngồi trước Đang định bước lên xe luôn Thì vô tình lọt chân xuống cái hố nhỏ kế bên Làm cô té xuống Đau quá cô la lên a à! Anh xe ôm thấy vậy vội dựng xe xuống Cẩn thận như sợ con bé ngã Rồi lật đật vòng qua đỡ cô dậy Vừa đứng lên cái chân cô hình như bị chật nên sụp xuống, xuống nữa. Bất ngờ, anh xe ôm không kìm chặt cả hai cùng té, cả người anh ta nằm đè lên người cô. Cô đang chưa kịp phản ứng đứng lên thì vừa hay con bích sách giỏ đi chợ vừa về tới. Chị làm cái gì đó? Còn anh nữa, mau buông nó ra cho tôi. Cô ấy kêu tôi trở ra chợ lỡ bị trượt chân nên tôi đỡ dậy thôi, em đừng hiểu lầm. Anh khỏi giải thích, tránh ra đi. Còn chị nữa, ở nhà thì giành giật anh Phong với tôi vừa mới ra ngoài đã mồi chài trai khác. Cái thứ như chị, tính ra nhân phẩm có khi còn thua tôi nữa không chừng. Nực cười, hôm nay loài chó lại lên mặt dạy loài người à? Tao làm gì thì tự tao hiểu, miễn sao không thẹn với lòng là được. Còn cái thứ nghiệp xúc như mày, con ngày trời cũng đánh mày thôi. Để coi trời đánh ai thì biết. Nó định nói tiếp, thì thấy Phong từ ra đi tới. Nó liền nhào tới chỗ anh, nét mặt anh xe ôm nhìn Phong cũng hầm hầm lại. Anh Phong, Em mới thấy chị ta quyến rũ cái thằng xe ôm này nè May mà em bắt gặp được Chứ không chắc giờ họ tấp vô bụi Mần tù tì luôn rồi đó anh Bé nhím thấy ba Đột nhiên quả khóc nức nở Phong đi lại bế con bé Nó liền nói với anh Mẹ bị té Còn bị cô bích chửi Con sợ quá ba ơi Nhím ngoan nín đi con Nói xong Phong để con bé đứng xuống bên cạnh Ngay tầm mắt của anh Cũng vừa đi lại đỡ út đứng dậy Ánh mắt anh quan sát một lượt trên người cô còn út khi thấy anh lại đỡ cô dậy Thì bất chợt trong lòng cô Khẽ ấm áp lắm Cô vòng tay vịn qua vai anh Cô đứng dậy Tuy đau nhưng vẫn nói giọng nhẹ nhàng Đau anh Chân em bị chọt rồi Phong cúi xuống xem xét chân cô Xong rồi rút chiếc điện thoại ra mau chóng gọi ngay một chiếc taxi Không quên quay sang con bích gần giọng Cô lo đi chợ đi Mới sáng đã kiếm chuyện với người khác Bộ không biết mệt hay sao Tốt nhất nên sống tốt cho bản thân mình trước đi đã anh, sao anh không tin em chứ? Chị ta... Đủ rồi. Đến viện, út được y tá đem xe lăn đẩy cô vào, chụp hình nắn xương các kiểu. Đến khi ra về, trên tay cô là một túi thuốc to đồng. Cũng may, chân cô chỉ bị chật rồi bong gân, nên vài ngày nữa chắc là sẽ khỏi thôi. Ngày nhập học của nhím, do chân cô còn đau, không đi lại được nhiều, nên dì Hoa và mẹ chồng cô đưa con bé đi. Nhím được mặc cái đầm đỏ, tóc thắt bím, cột nơ, hai tay mang cặp con bé hí hưởng lắm chạy vào phòng khoe với cô cô mỉm cười hôn khẽ lên trán con xong dặn dò cả nhà đi rồi chỉ còn lại cô và con bích ở nhà cô thể không muốn giáp mặt với nó nên ở suốt trong phòng chăng do tác dụng của thuốc giảm đau nên mấy bữa nay cô buồn ngủ lắm nằm xíu là hai con mắt mở không nổi nên vừa chỉ nằm một lúc cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ lúc tỉnh lại cô cảm thấy cơ thể mình có nhiều chỗ đau nhức không nhúc nhích được nghĩ có chuyện không lành cô liền mở mắt ra nhìn xung quanh thì chợt hoàng hồn chẳng biết mình đang ở đâu tay chân tất cả đều bị trói chặt thầm tâm cô biết chắc chắn là con bích giở trò rồi vì ngoài nó ra chẳng có ai lấy lý do gì làm hại cô cả và đúng như cô đoán đang nghĩ cách làm sao rút được cái điện thoại ra để gọi cho phong đến cứu thì vô tình cô đã chân trúng mảnh ngói bể cô cố gắng với tay chụp được mảnh ngói định cưa đứt sợi dây ra thì phía bên ngoài cô nghe tiếng bước chân dẫm lên đám lá khô sột soạt cô dối qua cửa đại vì không thể thấy phía sau nên toàn cưa chống tay nhưng cô cố chịu đựng cô thở phào cuối cùng cũng có kết quả khi sợi dây vừa đứt thì phía bên ngoài có tiếng người bước vào kèm theo đó là giọng nói quen thuộc vang lên cuối cùng chị cũng nằm trong tay tôi rồi để xem hôm nay chị còn có thể lên mặt với tôi được nữa không mà ở đây sẽ không ai có thể biết mà đến cứu chị đâu út ngước lên nhìn quả đúng như cô đoán chính xác là con bích nó bày trò bích mày không rồi mau thả tao ra có gì thì về nhà rồi giải quyết chị nghĩ tôi tốn công sức bắt chị ra đây rồi tha cho chị về à chị ngây thơ quá vậy mày muốn gì tại sao lại bắt tao cái nhà hoang này là ở đâu mau thả tao ra ở đâu không ai đến cứu chị được đâu vì xung quanh toàn là rừng và nước nếu có người phát hiện được có lẽ chị chỉ còn lại bộ xương khô mà thôi còn vì sao tôi bắt chị hả tại vì tôi ghét chị nếu chị không xuất hiện có lẽ anh phong đã lấy tôi rồi tôi đã dọn đường con thảo ai ngờ đến phút cuối lại lòi ra cái loại như chị làm cản đường mày nghĩ nếu không có tao thì phong sẽ cưới mày à tao nói cho mày biết mày đừng có mơ còn nữa có phải chị thảo do mày hại phải không chị thông minh quá đó mà chị sắp chết rồi tôi cũng không giấu chị làm gì nói cho chị biết để chị vui trên đường xuống địa ngục phải thảo là do tôi hại đó ai bảo nó làm cái gì cũng hơn tôi làm gì nó xinh đẹp tôi cũng xinh đẹp tại sao bố mẹ nó lại giàu sang còn bố mẹ tôi lại bỏ rơi tôi rồi cái gì nó cũng may mắn nó có một người chồng đẹp trai gia đình chồng giàu có mà nó lại thua tôi một điều đó là nó ngu ngốc đó chị có biết không người đàn ông ngủ với nó là do tôi gài đó nhưng tôi chỉ muốn anh phong đuổi nó đi thôi không ngờ số nó vắn quá nhưng mà như vậy cũng tốt giờ thì tiếp theo tôi tiễn chị đi theo nó luôn bích mày có biết cả gia đình thảo là ân nhân của mày không sao mày lại đối xử với họ thế chứ nếu không có họ giờ này có lẽ mày đã chết rồi kìa chị im đi chị biết cái gì mà nói chứ giữ sức đi tôi sẽ để chị chết nhẹ nhàng hơn vừa nói nó vừa rút con dao ra trước mặt cô rồi cười ha hà nếu bây giờ tôi để chị chết như vậy tôi không thấy thỏa mãn chút nào đâu giờ sao đây ta tôi cho chị nếm mùi đau đớn rồi chết cũng chưa muộn đâu nhỉ bích mày có thai sao mày sống ác vậy không tính để đức cho con mày à chị nói cái thai tôi đang mang đó hả tôi cần gì cái loại con này mà cũng tại chị nếu chị không xuất hiện tôi cũng đâu cần phải ăn nằm với cái thằng xe ôm đốn mạc đó cho có thai để gài anh phong tôi biết chị đã phát hiện ra rồi nên tôi cũng không ngại nói cho chị biết giết chị xong tôi sẽ lấy hết tài sản của nhà họ cho họ nếm mùi phá sản bích có đúng như lời cô nói không cô giật mình bởi ở bên ngoài chuyển đến tiếng nói không đợi cô đoán trước mặt cô là gã xe ôm quen thuộc anh tới đây làm gì nữa nhiệm vụ của anh đã hết rồi mau cút về cho tôi nếu tôi không vì lo cho cô không vì sợ cô xảy ra chuyện đứng bên ngoài bảo vệ cô thì tôi có nghe được câu nói cô đang nói không tại sao hả sao cô dám lừa gạt tôi tại sao hả tại anh ngu thôi chứ trách gì ai nói cho anh biết thời gian qua tôi cũng chẳng tha thiết gì anh đâu người gì suốt ngày ban ban ngoài nắng cơ thể thì hôi hám tôi còn mắc ói yêu thương cái nỗi gì cô cô giỏi lắm không cần khen tôi mà tôi cũng nên cảm ơn anh suốt những năm nay luôn nhiệt tình hợp tác giờ thì anh biến đi tránh ra để tôi xử lý chị ấy không được cô không được làm vậy cô nói muốn dàn mặt cô ấy tôi mới giúp cô sao bây giờ lại muốn hại người ta hả cô không biết mình đang nói cái gì đâu hả bích cô đang mang thai đó Hai người là đi tù, dừng lại đi Bích. Anh tránh ra cho tôi. Anh xe ôm nhào đến ngăn con Bích đang hung hăng tiến đến cô. Mày đi chết đi. Con dao đang lướt đến, giờ phút này coi như chẳng ai giúp cô được nữa, cô tuyệt vọng nhắm mắt. Con dao đâm vào thân người ngã xuống đất, nhưng người cô không đau, Út hoàng hồn mở mắt ra, thấy thấy gã xe ôm nằm đó, máu chảy loang lổ trên đất, con Bích đâm vào anh ta thì liền hưng lại, hoảng sợ buông con dao trong tay ra. Nó co do ngồi phịch xuống Gương mặt tái mét Cô không nghĩ nhiều Vội gượng dậy lếch thách đến đỡ anh ta dậy Anh, anh sao rồi Mở mắt ra đi nè Cô, tôi xin lỗi Tôi hại cô rồi Tôi chỉ xin cô một điều thôi Có được không cô Anh đừng nói nữa Dáng lên tôi gọi cấp cứ cứu đưa anh vào viện Không, không kịp nữa rồi Cô hứa với tôi Đừng truy cứu Bích Lo cho cô ấy đến lúc xanh giúp tôi còn con tôi con anh ta chưa nói hết câu thì đã tắt thở đôi tay buông thõng xuống mắt nhắm nghiền họ thấy con bích ngồi con dao ở gần nó anh xe ôm thì đã chết với nghiệp vụ chuyên môn thì công an họ đã liền hiểu ra ai là thủ phạm nhanh chóng đem còng tay lại còng tay con bích giải đi những người còn lại thì cũng phụ đỡ xác chết lên xe đem về điều tra phòng tử khi bước vào thấy cô, anh liền chạy đến ôm cô vào lòng, ánh mắt anh vô vàn tia lo lắng, ôm chặt lấy cô. Anh run lên, khuôn miệng liên tục xin lỗi. Anh xin lỗi, anh đến trễ đã khiến em phải sợ rồi. Em không sao, anh đừng lo. Út, anh sợ lắm, nếu như không nhận được cuộc gọi của em, anh không biết mình sẽ đi tìm em ở đâu nữa. Anh hận bản thân mình, tại anh, tất cả là lỗi của anh. Mọi chuyện qua rồi, em không trách gì anh hết. Thôi mình về nhà đi anh Em không trách Nhưng anh trách Mà tay em chảy máu rồi Để anh chở em lên viện băng lại Sẵn kiểm tra xem em có bị thương ở đâu nữa không Thôi để mua thuốc rửa được rồi anh Em không muốn đến bệnh viện nữa đâu Ừ Vậy để anh ấm em ra xe Mấy hôm sau Phía công an có mời cô lên hỗ trợ việc điều tra Cô thuật lại toàn bộ mọi chuyện Còn biết có thể nhận án tù trung thân Nhưng do nó đang có thai nên chỉ tạm giữ cho nó sinh xong sẽ xét xử sau. Cô và anh ra về, trong lòng đầy tâm trạng. Đúng là làm điều ác sẽ luôn không có kết cục tốt. Mẹ chồng với dì Hoa sau khi biết chuyện cũng chỉ biết lắc đầu thở dài vì chẳng ai tin cây gan con bích nó lớn đến như thế. Mấy hôm sau, không biết tin tức truyền nhanh đến cỡ nào mà bố mẹ cô biết chuyện. Sáng sớm, cô đang ngồi chơi với nhím ngoài sân cho dì Hoa dọn dẹp trong nhà liền nghe tiếng chó sủa inh ỏi Cô nhìn ra ngoài thì thấy cha và mẹ cô đang đứng trước cổng. Anh chị thông ra mới qua chơi. Thôi, mời vào nhà. Dì Hoa đâu? Pha trà dùm tôi nha dì Hoa. Thưa chị Xui, gia đình tôi cũng không giàu có gì mấy. Nhưng tính ra trong xã hội cũng có chỗ đứng chị à. Cả con út cho nhà chị. Tôi cứ nghĩ chị yêu thương con nhỏ. Ai ngờ, mấy hôm nay mọi người ngoài chợ không đồn ầm lên chuyện gia đình chị thì có lẽ vợ chồng tôi cũng không ngờ con tôi ở đây bị chị đối xử thẩm thể Còn không may Bị người làm của chị hại nữa Chị giải thích ra sao chuyện đó cho tôi nghe đi chị Duy Anh xôi chị Duy bớt giận Mọi chuyện đều là do tôi Tôi cúi đầu xin lỗi anh chị Mong anh chị rộng lòng bỏ qua Chị không cần xin lỗi Vợ chồng tôi hôm nay đến đây Chỉ để muốn giúp con út về Tôi không an lòng giao nó cho gia đình chị nữa Bố ơi Con biết con sai đã làm bố mẹ lo lắng Nhưng con ở đây rất tốt chẳng ai bạc đãi gì con cả Mẹ cũng thương con chứ có ghét bỏ gì con đâu Bố cho con ở lại đây đi Con gái có chồng rồi Dù gì đi nữa con cũng sẽ không bỏ chồng con được đâu Bố ơi Cô vừa nói vừa khóc Bà Linh mẹ cô thường ngày hiền lành Mà bây giờ bà cũng cứng rắn Bà đứng lên xong rồi nhìn thẳng mẹ chồng cô Bà nói Vợ chồng tôi chỉ có hai đứa con gái Chúng tôi không muốn thấy đứa nào khổ cả Chúng tôi không phải đẻ ra cực khổ để chị và con chị mang về đây làm khổ nó Tôi đồng ý với ông nhà tôi Chị cho phép chúng tôi đưa con bé về Mẹ Còn con nữa không được cãi lời mẹ Vô lo thu dọn đồ rồi ra xe về với mẹ Mẹ gọi xe tới rồi Xe đang đứng ở ngoài cửa đợi con đó Phòng bên ngoài vừa đi vào Cũng vừa hay nghe hết mọi việc Anh liền vội vàng đi lại phía út Rồi cả hai quỳ xuống Thưa bố mẹ Mọi chuyện vừa qua là do lỗi của con Mẹ con không liên quan gì hết Bố mẹ muốn đánh đập, chửi bới cỡ nào Con cũng xin nhận lấy Chỉ mong bố mẹ thương tình, đừng chia rẽ chúng con Con thương út nhiều lắm Con không thể nào rời xa cô ấy được Không cần nói nhiều Con út cũng không cần dọn đồ Theo bố về, bố mua đồ mới hết Vừa nói ông vừa lôi cô ra Phòng bên này ôm chặt cô lại Cố gắng van xin dối xít Bố, con xin bố đừng bắt út đi về được không Con hứa sẽ không bao giờ Con làm tổn thương vợ con một lần nào nữa đâu Út cũng đập đầu van xin bố cô Bố, con không về đâu, con sống ở đây rất tốt, con cũng không muốn xa anh Phong. Mẹ, mẹ giúp con khuyên bố đi mẹ. Nghe lời bố, đi về. Thôi, em về, anh đừng buồn, từ từ em khuyên bố sau, anh ở lại lựa lời nói cho mẹ vui đi. Bao giờ bố hết giận, em sẽ về. Yêu anh. Phong im lặng gật đầu, đáy mắt dâng lên từng tia đau đớn cùng cực, từ từ cánh tay anh buông vợ mình ra bà Lan biết không thể nào thuyết phục với bố mẹ cô được nên bà đành bất lực nhìn cô ra xe theo hai ông bà thông ra ra về mấy ngày về nhà út nhốt mình trong phòng chẳng thiết tha ăn uống gì cả mẹ đem thức ăn lên cô cũng không thèm nhìn làm bà Linh đành bất lực bà thương con đôi lần xuống khuyên nhủ chồng mình thì chỉ nhận được câu trả lời cứng ngắc của ông nó không ăn thì bà khỏi cần đem lên nữa thả nó chết trong nhà mình tôi còn đỡ tức hơn là để nó về bên đó lại nói về phong ngày ngày anh đều đặn qua bên đây quỳ xuống xin lỗi năn nỉ cha vợ cho anh gặp cô nhưng ông tùng xem như có vẻ cương quyết rồi lời anh nói không thể lay chuyển ông được sáng nay chị hai về thăm nhà biết chuyện của cô chị hai xin cha mở cửa cho chị vào với cô gặp chị cô không kìm được ôm lấy hai mà khóc ngon lành hai ơi hai giúp em nói cha thả em ra đi hai chị không biết nói cha có nghe không xíu chị ra thử nói coi sao mà sao em ngu quá vậy sống không được thì về ở đó chịu đựng chi vậy em sống tốt mà chị chị không cần bận tâm đâu em yêu anh phong rồi em không thể nào sống xa anh ấy được đâu chị Kịch con này sao ngu quá vậy em chị giúp em đi mà chị chỉ có chị khuyên bố mới nguôi giận thôi em năn nỉ chị đó hai giúp em đi mà hai ừ thôi được rồi để hai thử xem sao mà nếu cha không đồng ý thì hai cũng chịu đó dạ em biết rồi cuối cùng sau một buổi được chị hai như thuyết phục thì bố cô cũng chấp nhận thả cô ra nhưng ông cấm cô không được đi đâu cả chỉ được loanh quanh trong nhà thôi rồi bỗng một ngày cô không còn thấy phòng nữa lúc đầu nghĩ anh bận việc nhưng cứ như thế hai ba bốn năm ngày rồi một tháng trôi qua anh như biến mất khỏi cuộc sống của cô không một lời từ biệt cuối cùng bỏ lại một mình cô đau lòng nước mắt lại rơi cô khóc vì tình người bạc béo khóc cho chính mình vì anh mà giang dở út sao vậy em có sao không để chị đưa em lên viện em nè út chị thấy em giống người đang có thai rồi đó chắc không đâu hai ơi do mấy nay em không ăn uống gì nên chỉ đau bao tử thôi mày cứ cãi lời chị chị sanh con rồi chị biết mà mấy tháng rồi mày có kinh chưa chị chị chạy ra tiệm thuốc mua giúp em hai que thử thai đi chị Giờ em mới nghĩ ra Có thể lắm đó chị Mà chị đừng nói cho bố mẹ biết nha Ừ đợi chị chút Cái con này sao số em khổ vậy nè Mãi lúc sau Cửa phòng cô lại mở Chị hai đi gión rén vào Tay chị rút trong túi quần ra một bọc đen Rồi giúp cô thử Cô cố gắng ngồi dậy Được sự giúp đỡ của chị liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh Trên tay cô là hộp que thử thai Mãi lúc lâu không thấy cô ra chị như đi đến đưa tay gõ lên cánh cửa làm cô giật mình rồi đi ra chị như cúi xuống nhìn chiếc que trên tay cô thì hiểu ra mọi chuyện dìu cô ra giường chị lo lắng hỏi ý kiến em mình vậy giờ em tính sao chị giúp em giấu bố mẹ nha vì giờ em không thể liên lạc với anh phong được nên trước tiên để cho bố mẹ nguôi giận em trước đã mà em có ý này chị thấy được không ý gì nói đi chị nghe dạ hay chị xin cha mẹ cho em lên ở cùng với chị vài ngày được không chị? Em cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa. Chừng nào em thiệt khỏe, em sẽ về để giải quyết tiếp chuyện của em sau. Ừ, em chịu lên là chị vui rồi, để chị nói với cha, rồi chiều em theo chị đi luôn. Dạ, chị. Lý do cô muốn lên đây là vì nhà chị lại gần cái cửa tiệm cầm đồ của chồng cô, đi bộ tầm 10 phút sẽ tới. Cô lên này cũng chủ yếu muốn điều tra xem dạo này anh ra sao vì lý do gì lại bỏ mặc cô cả tháng trời Sáng nay chủ nhật Chị hay như đưa cô đi đến phòng khám tư Để siêu âm Xem có chắc là có thai hay không Nhìn lên màn hình lớn bên dưới Trên hình là cái chấm đen bé xíu Được bác sĩ giải thích Đó là bé con của cô Cô càng hồi hộp Cảm xúc lâng lâng khó diễn tả thành lời Chỉ biết rằng cô thật sự rất vui Đôi môi bậm chặt Trên khóe mắt chợt rưng rưng Tuôn ra hai dòng lệ nóng hồi vì hạnh phúc Mấy hôm sau Ngồi buồn như đến con vích Lâu rồi cô không đi thăm nó Không biết nó trong tù sống ra sao Vì lời hứa với anh xe ôm Cô quyết định hôm nay bắt xe lên thăm nó Đến trại giam Ngồi đợi một lúc cô cũng thấy nó đi ra Dưới bụng lùm xùm Trong bộ đồ sọc càng nhô ra to hơn Nhưng cơ thể nó cô thấy xanh sao Trông đến tội Chị vào đây làm gì Định cười nhạo tôi à Mày trong này sống có khỏe không Tôi chưa chết đâu Chị không cần phải hỏi Đừng nói chuyện với tao cái giọng kiểu đó. Tao chỉ muốn quan tâm mày thôi, không phải dành để vào xem thường mày. Chuyện cũ bỏ qua hết đi. Mà mày chắc cũng vài tháng nữa là xanh rồi đúng không? Nghe cô nói, con Bích có vẻ xúc động nên ngồi im lại. Nó sụt sùi khóc rưng rức. Chắc có lẽ... Trong đây quá cực khổ, lại không quen chỗ, thức ăn cũng không ngon chứ gì. Cô đưa tay qua sang sắt, nắm lấy bàn tay nó, rồi nói. Vài hôm nữa, tao đi mua quần áo cho em bé giúp mày. Ở đây mày dáng ăn uống giữ gìn sức khỏe để sinh con ra Sinh xong Tao sẽ giúp mày nuôi con Đừng lo lắng gì nhiều Chị không hận tôi sao Sao lại quan tâm tôi nhiều vậy chứ Tôi sai rồi Hối hận cũng không kịp rồi Xin lỗi chị Tôi xin lỗi chị Hận thù để được gì Vui vẻ mà sống không phải tốt hơn sao Tao có mua trái cây với sữa cho mày Tao gửi ở bên chỗ mấy anh cán bộ đó Dáng ăn vô nha Thôi tao về Tạm biệt con Bích Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần chỉ là giá mà nó đừng cố chấp phạm sai lầm thì đâu có phải trả cái giá chát đắng như hôm nay biết đâu anh xe ôm không chết nó có được người chồng hiền út lại bắt xe về tới nhà đã là dế chiều lo cơm nước xong thì vợ chồng chị hai như cũng vừa về đến chị nghe mọi người bên chợ đồn thằng phong mới đưa con vợ cũ của nó về nhà rồi đó út đang bưng mấy cái bát lên dọn cơm nghe chị hai nói bất ngờ đến mức buông thõng đôi tay xuống mấy cái bát cũng vì thế mà bể tan tành chị chị nói sao anh phong mà ai nói với chị như thế trong cơ quan của chị có chị gần nhà nó nói với chị hôm qua thấy nó chở con thảo vợ cũ của nó về nhà rồi nghe nói nhỏ này bỏ nhà đi theo trai mấy năm mà nay không hiểu sao về thấy giống như người bị bệnh vậy đó thấy thẳng phong diều vào nhà giờ em tính sao bỏ giờ bữa ăn Út vội vàng chạy nhanh ra ngoài Phía sau chị như hốt hoảng Nhìn theo cô ú ớ gọi lại Nhưng rồi đành bất lực đứng im hướng nhìn cô em gái của mình Út chạy một đoạn ra đến đường lớn Bụng dưới của cô chợt nhói lên đau thắt Út mới hoàng hồn đứng im lại Nhớ ra mình đang mang thai Út đứng tựa lưng vào cái cây xanh lớn Tay cô đưa xuống xoa xoa lấy bụng của mình Rồi thở hổn hển Thầm cầu trời Phật thương tình cho con cô không sao cả Cuối cùng cũng đến Út khựng chân đứng lại Ánh mắt cô đau lòng nhìn vào Cánh cửa rào đóng im lìm Cô định đưa tay mở cửa Thì chợt khửng lại Ánh mắt cô dán chặt vào chiếc xích đu ngoài sân Hình bóng quen thuộc đó Mấy tháng nay làm cô nhung nhớ Sao bây giờ chợt nhìn có cảm giác xa lạ làm sao Anh đứng đó Thần ảnh cao thẳng tắp Với áo sơ mi trắng bên cạnh chiếc xích đu Người ngồi kế bên không ai khác Chính là chị Thảo Đứa con này có lẽ đã đến không đúng lúc vậy nên cũng chẳng có ai vui mừng mà đón nhận nó đâu chậm rãi quay đầu bước đi thì vừa hay gặp mẹ chồng cô đi đâu vừa về bà nhìn thấy cô lập tức mừng rỡ út con về rồi hả con sao không vào nhà thôi đi vào với mẹ đi con cô bất ngờ xen lẫn lo sợ lướt nhìn vào cũng vừa hay thấy phong nhìn ra thấy cô chân anh định chạy đến chân cô đang khựng lại thì tiếng nói khác vang lên anh đi đâu vậy anh phong còn người ở ngoài đó là ai vậy anh? Là Thảo hỏi Cô không muốn anh khó xử Nên vụt chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó Làm bà Lan bất ngờ Chỉ ú ớ với theo lững thững đi trên đường Cô ngó sang chợt nhận ra cái quán hổ tiếu của hai cô chú Bố mẹ của chị Thảo Thật ra hôm nay con muốn nói với chú một sự thật Và cũng mong sau câu chuyện Cô chú giúp con một việc Cô cứ nói Giúp được vợ chồng tôi sẽ giúp hết mình Cô đừng có ngại Dạ mà chú phải bình tĩnh nha chú chuyện là cô kể ra từ đầu đến cuối về chuyện của thảo và những gì con bích đã gây ra cho ông ấy nghe nghe xong cô thấy ông chủ quán lộ ra vẻ mặt bất ngờ có vài phần vui vẻ hẳn lên giọng ông chợt xúc động run run vậy vậy ra con thảo của tôi bị oan hả cô trời sao con gái tôi lại khổ thế chứ tôi và bà nhà có ăn ở thất đức gì cho cam mà ông trời bắt con tôi chịu đựng như vậy còn con bích Ác nhân vậy hả? Uổng công tôi coi nó như con ruột của mình. Còn Thảo con tôi có tội tình gì mà nó đối xử với con bé như thế chứ? Chú ơi, chú bình tĩnh đi. Giờ chị Thảo đã khỏe, đang ở bên nhà với anh Phong, còn con Bích đã lãnh án rồi chú. Nó ở nhà bên đó. Vậy còn cô thì sao? Dạ, con con sẽ rời đi, không giành giật gì với chị Thảo đâu, chú cứ yên tâm. Không, ý tôi không phải như vậy, mà là Dạ con hiểu ý chú cũng thương con Nhưng con đã quyết định rồi chú Với lại giữa con với anh Phong cũng Chưa có ràng buộc Nói đến đây Bất giác cô đưa tay xuống sờ bụng mình Chỉ là con sắp đi xa một thời gian Mà con biết Tùy nó gây ra quá nhiều việc sai trái Nhưng con nó không có tội Con chỉ xin chú một điều Đến khi nó sinh Cô chú đem con nó về đây nuôi một thời gian Được không ạ à? Vì dù sao nó cũng đã lớn khôn nơi này Chẳng cô chú không nỡ từ chối đâu Phải không chú Hàng tháng con sẽ gửi tiền cô chú nuôi thằng bé Tôi Tôi Cô cứ yên tâm tôi sẽ nhận nuôi đứa bé Con biết dù thế nào tôi cũng vẫn yêu thương nó Tôi cũng cảm ơn cô Cô sống tốt quá Con gái tôi gặp được cô Chẳng nó cũng cảm kích cô lắm Tôi chúc cô sau này gặp được thật nhiều may mắn Con cảm ơn cô Nếu ai trong hoàn cảnh con Cũng sẽ làm thế thôi cô Thôi con ăn xong rồi tiền con gửi cô chú chào cô chú con về bước ra khỏi quán lòng cô như chút đi được gánh nặng cô dự tính ngày mai cô sẽ đi mua đồ sơ sinh gửi cho con bích mong mẹ con nó sẽ được mẹ tròn con vuông còn cô cô sẽ tìm một nơi nào đó không ai biết đến sống những ngày bình yên đợi con cô ra đời về đến nhà trên bàn ăn vẫn thấy vợ chồng chị hai ngồi đấy cô đi vào thản nhiên ngồi xuống đối diện với vợ chồng anh chị Nãy giờ em đi đâu vậy út Mà thôi ăn đi Mày buồn hoài giải quyết được gì đâu Ăn đi cho con mày nó khỏe Chị Em muốn đi đâu đó một thời gian Sinh con xong em sẽ trở về Tạm thời em không muốn bố mẹ phải lo lắng Mày đang có thai thì đi đâu được Rồi ai lo cho mày Chị không đồng ý Chị Như hay em cho bé út ở trên phố với mẹ đi Mẹ với thằng Bo ở một mình cũng buồn Bo có gì lên chắc cũng vui lắm đó mà em cũng yên tâm nữa. Chị Như nghe anh hai nói thế, thấy cũng có lý, thì liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ờ ha, út em thấy được không? Em muốn đi nơi khác, chị không cho đâu. Em cứ lên nhà mẹ chồng chị ở, chị sẽ lên xuống thăm em với bé Bo luôn. Bố mẹ dưới này, chị sẽ nói với bố mẹ em đi làm, chẳng bố mẹ sẽ không nghi ngờ gì đâu. Cô lưỡng lử. Nhưng như vậy, có phiền bác không chị? Em... Em yên tâm, mẹ anh dễ lắm, để anh gọi nói với mẹ anh trước một tiếng Rồi em thu xếp đi Vài hôm nữa anh chở em lên Dạ em cảm ơn anh chị Còn nhỏ này Chị em trong nhà mà ơn nghĩa gì Cứ xem như em đi chơi một chuyến Vậy ha Dạ Hôm nay út đi Trước khi đi cô còn vào siêu thị Mua một giỏ đầy đồ sơ sinh Chuẩn bị gửi cho con Bích Nhìn những bộ quần áo bé bé xinh xinh Cô càng mong mau, mau đến ngày gặp con mình Mua xong mọi thứ út bắt xe qua nhà cô chú chủ quán gửi cho họ rồi nhờ họ đến lúc con bích sinh sẽ giúp cô mang vào cho nó nhưng nghĩ lại cũng lạ chị thảo về rồi nhưng cô sang đây mấy lần đều không thấy bóng dáng chị có lẽ do chị còn yếu nên chắc ở bên kia cho phong tiện chăm sóc cũng nên nghĩ vậy nên cô cũng không thắc mắc nữa liền vội vã bước chân ra về ngồi suốt 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi nhà mẹ của anh hai cô đẹp lắm nhà mặt phố nên rất hiện đại Sân vườn cũng thoáng mát, cô bước xuống xe theo anh rể vào nhà. Bên trong mẹ anh cũng đi ra, gặp cô bà tươi cười. Đi đường mệt không con? Sáng giờ bác cứ trông hai đứa. Dạ thưa bác con mới lên, con ngồi xe cũng quen nên không mệt bác. Mẹ bo đâu rồi mẹ? Mẹ mới cho nó ngủ trên lầu đó. Thôi, vào nhà mẹ dọn cơm cho hai đứa ăn. Phòng út ở dưới này nhé, con đem đồ con bé vô cất đi con. Dạ để con lên thăm con con một lát tranh thủ con còn về dưới anh thì lúc nào cũng bận mẹ à công việc con mà mẹ cũng thông cảm cho con chứ thôi thôi tôi hiểu anh quá mà sáng hôm nào cô cũng dậy sớm phụ bà làm đồ ăn sáng xong thì bà và bao đi hết chỉ còn mình cô trong nhà cả ngày ở nhà chỉ dọn dẹp nhà xong là rảnh út lại càng buồn hơn đôi lúc nhớ anh đến điên dài cô cũng phải bắt buộc kìm nén lại họ đã quên mình Cô cố nhớ chỉ thiệt thân cô thôi Tôi đến dọn dẹp trong nhà xong gom rác lại Út sách ra ngoài bỏ trước cửa Cho mai xe rác đi ngang thu Thì tình cờ gặp anh hàng xóm Nhà kế bên cũng đang đi ra đổ rác Anh này cô nghe bác gái kể Là đã 30 tuổi Đang làm quản lý trong một nhà hàng lớn gần khu này Nhà kế bên nhà cô ở luôn Nhưng chưa có vợ Mấy ngày nay lên Cô có gặp anh một hai lần Nhưng chưa nói chuyện câu nào anh ta cũng xách túi rác bỏ trước nhà Xong thể tiến lại phía cô mở lời Chào em Gặp em nữa rồi Dạ tình cờ quá anh ha Mấy hôm trước có gặp anh mà em chưa có gì chào hỏi Em tên gì thế Cho anh làm quen em nha Anh rất vui được làm quen với em Dạ em tên Út Còn anh À em nghe nói là anh làm quản lý trong nhà hàng đúng không ạ Anh tên Tuấn Đúng rồi em Anh làm trong nhà hàng gần đây này "Mà em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lâu nay ở đây mà anh không gặp em vậy nhỉ?" "Em 25 tuổi rồi anh, em mới chuyển lên nên anh không gặp là đúng rồi." "Vậy à? Ờ, vậy em nhỏ tuổi hơn anh đấy nhé." Hai người nói chuyện vui vẻ thì chợt phía bên kia đường, chiếc ô tô màu trắng bất ngờ nổ máy, ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cô khiến cho cô khó chịu. Tuấn thấy vậy thì đứng chắn trước mặt, che ánh sáng lại giúp cô cho đến khi chiếc xe chạy khuất dần. "Em cảm ơn anh." không có gì đâu em người đi xe đó cũng không lịch sự nhỉ sao lại pha đèn vào mặt người khác thiếu ý thức thế chứ chắc người ta không cố ý đâu anh thôi em vào nhà nha anh cũng đi vào nhà đi trời cũng khuya rồi ok em em vào nhà trước đi bước vào phòng cô nằm vịt xuống giường nỗi nhớ phong lại vô thức kéo đến cô nhớ anh không biết giờ này anh có đang nhớ cô hay không ba cái bên ngoài thoáng thấy đèn phòng cô còn mỏ nên đi vào trên tay là hai trái lựu to thiệt là to bà tươi cười nói với cô lúc sáng bác đi chợ gặp lựu ngon nên mua cho con này mà sáng con hãy ăn nha giờ khuya rồi ăn vào sợ lạnh bụng đó người xưa nói có thai đi ăn cắp lựu sinh con ra sẽ có ma lúng đồng tiền mà ở đây không có lựu chồng đâu mà ăn cắp nên thôi mua đỡ vậy nhé con bà cứ quan tâm tới cô khiến cho cô trở thấy cảm động hai tay cầm lấy hai trái lựu Bà giọng cô nghẹn lại Bác tốt với con quá Con biết làm sao để tạ ơn bác cho hết Còn nhỏ này Bác coi con như con bác thôi Có gì mà ngại Con trai bác gặp được gia đình vợ tử tế Cưới được người vợ như chị con Là phước của gia đình bác rồi Tụi nó đi làm suốt Không có thời gian thăm bác Giờ có con Bác thấy vui nhà vui cửa là đằng khác Không được ngại nha con Dạ con cảm ơn bác Sao cứ cảm ơn vậy con Nghe khách sáo lắm Thôi bác lên ngủ với thằng Bo con ngủ sớm đi Đừng buồn mà ảnh hưởng đến em bé Không tốt nghe con Qua hôm sau cô dự định đi xem Rồi mua máy may đem về Do cửa hàng cũng gần nơi cô ở Nên sáng lo ăn sáng xong Bác cái đi làm Cô đưa Bo đi học rồi quyết định đi xem luôn Bé Bo mới 5 tuổi thôi Nhưng do được nuôi tốt Nên thằng bé tròn trịa lắm Với do ở trên này thằng bé cũng trắng lắm Được cô đưa đi học Nó tiếu tít suốt Hỏi cô hết chuyện này đến chuyện khác Đến khi vào lớp nó còn không nỡ xa cô còn bảo cô vào học cùng nó đến khi cô giáo phải ra ẵm nó mới chịu vào đứng nhìn bo trong lớp chợt tự dưng cô nghĩ đến bé nhím có lần cô đã hứa sẽ đưa nó đi học lúc đó nó vui lắm vậy mà cô chưa thực hiện được đã rời xa con bé rồi đi dần ra ngoài nơi này là quốc lộ lớn nên lưu lượng xe cũng rất nhiều nhìn quanh tìm cái cửa tiệm máy may chẳng thấy đâu chân cô bước mắt cô đảo nhìn xung quanh lần nữa thì vô tình đụng trúng một người. Người đó quay lại nhận ra cô, liền lớn tiếng vui mừng. Út, là em phải không? Đi đâu đây? Anh Tuấn, em đi tìm cửa hàng bán máy may công nghiệp mà không thấy. Mà sao anh ở đây vậy? Nhà hàng này là chỗ anh làm mà em. Nghe Tuấn nói, giờ cô mới nhìn kỹ. Nhà hàng to thật, lại làm ngay đường chính. Chắc do lúc nãy cô không để ý nên không thấy. Mà hôm nay Tuấn phong độ lắm, áo sơ mi là thẳng, quần âu bỏ thùng, Trông cũng gọi là đẹp trai Chứ chẳng như hôm trước cô gặp Quần đùi áo thu nhìn đơn giản Cô nhớ lại bất chợt nhìn anh lúc này không quen Nên cười cười Tuấn thấy vậy khó hiểu nên hỏi cô Sao cười vậy em Thôi vô đây anh gọi mấy món cho mà ăn Đảm bảo là em nghiền luôn đó Thôi thôi em không vào đâu Mà anh biết tiệm bán máy may ở đâu không Chỉ giúp em với Tuấn nghe vậy liền chỉ tay về phía trước Đó em đi thẳng tới Khoảng 10 gian hàng nữa là tới đó À vâng, chắc là nãy giờ do em chưa đi tới. Thôi, cảm ơn anh nha. Mà anh vô làm đi. Có cần anh dẫn lại chỗ đó luôn không? Không cần đâu anh. Cô vừa định chào Tuấn bước đi tiếp, thì ngay trước mặt cô, chiếc ô tô trắng bóng loáng đỗ trước mặt, cô đành đứng im lại, đợi xe rời chỗ khác rồi mới định bước đi. Thì cạnh bên, Tuấn lay lay vai cô, gương mặt anh tái mét, anh chỉ. Xe đó của sếp anh đó, không biết này sao giờ này anh ấy đã lên nữa, thường ngày cả tháng mới lên hôm qua lên rồi nay lại lên thôi anh vào trước em ở lại đợi xe tránh rồi đi sau nha để lúc nữa anh bị chửi đấy hẹn tối gặp em ở nhà tuấn nói xong chưa kịp nghe cô trả lời thì đã lật đật chạy lẹ cô phì cười với cái tính cách của anh đã ba mươi tuổi rồi mà xem ra anh ấy cũng hài thiệt cô đứng im đợi xe tránh nên vô tình dán chặt đôi mắt vào chiếc xe anh bảo vệ bước ra mở cửa bên trong xe một người cũng chuẩn bị bước ra do lúc đó xe chở thực phẩm cũng vừa tới nên cô vội tránh sang một bên rồi lùi ra chỗ trống chen đi qua luôn. Vơi lại tính cô ít khi tò mò chuyện của người khác nên cũng chẳng thèm để ý đến cái người mà Tuấn nói là xếp anh ta. đúng như lời Tuấn hướng dẫn, cô đến qua đúng thời gian hàng cũng đến được chỗ bán máy may. ông chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu với cô rồi hướng dẫn từng chi tiết nhỏ nhất. cuối cùng cô quyết định mua một máy một kim và một máy vắt sổ hiệu Duki giá tiền cũng không đắt vừa vặn với số tiền cô đem theo đặt cọc trước 2 triệu, ghi lại địa chỉ nhà cẩn thận, xong ra về. Ngày mai cửa hàng giao đến rồi cô mới thanh toán số tiền còn lại. Bước ra khỏi tiệm cũng đã trưa, bụng thấy đói nên cô quyết định ghé lại nhà hàng Tuấn làm, ăn vài món. Vì xung quanh đây chỉ có vài món phở, mà phở thì lại là món mà cô không thích ăn. Với lại cô muốn vào xem nhà hàng Tuấn làm thế nào. Bước lại trước cửa nhà hàng, hai nhân viên đứng ở cổng cúi đầu chào cô rồi hướng dẫn cô ngồi vào bàn. Cô nhìn xung quanh, Kiểu thiết kế nhà hàng này rất tinh tế, bàn ghế toàn là bằng tre. Mỗi bàn được đặt thêm một chậu tre nhỏ, cảm giác rất thoải mái. Phục vụ cầm trên tay một khay đựng ly trà đá và một cuốn menu đi lại phía cô. Cẩn thận đặt ly trà xuống, cúi thấp đầu, một tay để ra sau, một tay chỉa cuốn menu ra trước mặt. Trần cô nhìn thấy Tuấn từ xa đi lại, nên vẫy tay ra hiệu với anh. Tuấn nhìn cô, Trần gương mặt lộ rõ sự vui mừng, tiếng nhanh lại. Anh kéo ghế ngồi đối diện với cô, rồi hỏi. Em đến lâu chưa mà mua máy xong rồi à? Dạ, em mua xong rồi, chỉ đợi ngày mai cửa hàng chuyển đến, thấy bụng hơi đói nên ghé đây ăn luôn. Em gọi món chưa để anh kêu phục vụ nha. Không cần đâu anh, em gọi rồi, mà giờ anh không làm à? 11 rưỡi rồi em, anh đang trong giờ nghỉ chưa? anh mới ăn xong đi ra đây liền gặp em đó. Dạ. Phục vụ đem ra tô cháo mực nóng hổi, cẩn thận đặt lên bàn, kèm theo câu: "Chúc quý khách ngon miệng." rồi rời đi nhìn tô cháo nóng hói bay nghi ngút vài sợi giá nổi trên bề mặt bên dưới vài lát mực tươi vài sợi rau ngò hấp dẫn đến mức làm cái bụng cô reo lên Tuấn sợ cô ngại nên cất giọng nói em ăn tự nhiên đi thử xem chú anh nấu có ngon không nếu em mà chê giờ anh sẽ thôi việc luôn ở chỗ này cái anh này giỡn gì kỳ vậy ông chủ mà nghe khỏi cần em chê anh sẽ bị sa thải liền tức khắc đó thôi em ăn đi để cháo nguội lại không ngon út gật đầu cười nhẹ với Tuấn tay múc một thìa cháo từ từ đưa vào miệng, cháo không đặc không lỏng, lại thêm vị cay cay của gừng tan vào trong miệng, ngon ơi là ngon, lại kèm thêm hai cặp giò cháo quẩy theo, tạo cho cháu có vị thanh ngọt, thơm phức. Cô cứ thế ăn tiếp hết muỗng này đến muỗng khác, vừa ăn vừa khen, vừa nói chuyện với Tuấn. Chốc chốc cả hai người cùng cười, cảm thấy có một người bạn như Tuấn cũng rất may mắn, có thể giúp cô vui vẻ hơn trong thời gian này. Và trong khi hai người họ mải mê nói chuyện, thì bên trong này có một người đứng nhìn tay nắm chặt lại thành quyền vẻ mặt càng thêm tối màu cô ăn xong định rút tiền ra trả thì tuấn vội ngăn lại để anh trả cho lâu lâu em tới chỗ anh phải để anh trả chứ không được vậy kỳ lắm anh phục vụ tính tiền bà này giúp em út anh nói để anh trả em nghe không nếu em không xem anh là bạn thì cứ việc trả đi với sự cương quyết của tuấn cô đành nghe theo lời anh thôi thì để bữa khác cô mời lại anh sau ngồi một lúc rồi cô ra về Tôi nói để anh đưa về, cô không chịu, một phần vì ngại, một phần thấy cũng sắp đến giờ làm của anh rồi. Tuấn cứ thế đi với cô ra đến tận ngoài cửa hàng rồi mới chịu bước vào trong. Trên đường đi về nhà, nhìn thấy phòng khám sản phụ khoa, cô liền bước vào. Cô muốn kiểm tra xem bé con của cô có khỏe mạnh không. Cô bác sĩ vui vẻ nhiệt tình lắm, cẩn thận siêu âm cho cô, những thắc mắc trong quá trình thai kỳ, cô ấy cũng giải thích rất kỹ. Sau cùng chốt lại, em bé của cô đã được hơn 3 tháng, khả năng rất cao là con trai. Cô mỉm cười vui vẻ, chào cô bác sĩ dễ thương ra về, mua kèm thêm một hộp thuốc canxi để uống bổ sung cho em bé chắc xương. Thời gian này, Tuấn cũng thường xuyên qua nhà cô chơi, lúc nào qua anh cũng mua bánh hoặc mua trái cây. Cô ngại từ chối không nhận thì anh làm mặt rỗi, đến khi cô nhận lấy anh mới chịu hài lòng. Rồi những lúc cô ngồi may đồ ra công thì anh nghịch với bé Bo bên cạnh, có khi là trò chuyện cùng với bác gái. Thấy anh thân thiện nên lâu dần cô cũng cởi mở hơn lâu lâu cũng ra ngoài đi dạo vòng vòng trong công viên với anh cô biết anh có tình cảm với cô nhưng cô không thể nào đáp lại được cô không bài xích anh cũng không quá thân mật sợ anh sẽ hiểu lầm vì trong lòng cô cô hiểu hình bóng của ai đó đã chiếm lấy một phần nửa cuộc sống của cô rồi hôm nay chủ nhật bé bo và bác gái được nghỉ nên sáng ra cô đi siêu thị mua nhiều đồ lắm chủ yếu để đãi cả nhà một bữa về đến nhà đang trong bếp bắt đầu chuẩn bị bữa ăn thì bác gái đi vào liền hỏi cô con đang nấu món gì đó Dạ món cháo mực đó bác Hôm trước con ghé qua chỗ anh Tuấn ăn Thấy ngon nên có hỏi anh Hôm nay con nấu thử Tí bác xem tay nghề con thế nào nha Chưa gì mà bác nghe thơm lắm rồi đó À út này Bác thấy thằng Tuấn cũng có tình ý với con Con xem thế nào Giờ con không nghĩ đến đâu bác Với lại anh Tuấn cũng chưa biết con đang mang thai Nếu biết Có khi quay đầu chạy không kịp nữa là đằng khác Bác thấy nó không phải loại người như vậy đâu mà sao con tự ti quá vậy Bác biết con còn thương chồng Nhưng chẳng phải nó đã về bên vợ cũ rồi hay sao Con cũng nên tìm cho mình một chỗ dựa khác chứ con Nhắc đến Phong Lòng cô lại đau nhói Nước mắt lại rơi Mấy tháng rồi cô chẳng nghe chút tin tức nào của anh cả Không biết anh đã thật sự quên cô chưa Cô đứng im như thế Ánh mắt mơ hồ Ngẫm nghĩ tình yêu cũng giống như một đôi giày Mang vừa chân ai thì người nấy sò Dù cho có chung sai Thì cô cũng nên nhường lại cho người đã thử trước Bác gái nhìn thấy cô trầm tư thì đi sát lại, ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủi. "Thôi con, đừng buồn nữa, bác biết con là người tốt, cố lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt con à." Cô nghe bác gái an ủi thì càng khóc to hơn, bao ấm ức trong lòng tuôn ra. "Con cảm ơn bác đã hiểu cho con." "Thôi, vào toilet rửa mặt đi con, bác canh nồi cháo cho." Cô rửa mặt xong, trở bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô lật đật chạy ra. Thì thấy bé Bo đã nhỏ vào vòng tay của chị hai cô rồi Thì ra hôm nay là chủ nhật Nên anh chị cô lên thăm bé Bo đây mà Chị hai ấm Bo vào trước Đi ngang cô thì cười cười ngó ra phía sau Làm cô nghi ngờ cũng nhìn theo Anh hai thì chưa vào vội Mà đi vòng mở cửa xe phía sau Trong xe cha với mẹ cô bước ra Cô bất ngờ nhìn thấy hai người Liền bật khóc lần nữa Khóc vì sự mong nhớ chứ không phải sợ hãi gì Mới mấy tháng ra nhà Mà bố mẹ tóc đã bạc thêm vài sợi Ông bà nhìn thấy cô cũng rưng rưng nước mắt Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ Hai mẹ con cùng khóc Cha cô đứng kế vỗ vai cô giọng ông trách móc Tổ cha mày sao lại giấu bố mẹ Có gì cũng phải nói Để bố mẹ biết mà chăm lo chứ con Út cúi đầu nấc lên khóc Bố mẹ con gái sai rồi Con xin lỗi Bác gái trong nhà đi ra nhìn thấy bố mẹ cô lên Thì liền vui vẻ bà nói Anh chị thông gia mới lên Út đưa bố mẹ vô nhà đi con Đứng ngoài này nắng lắm Mẹ cô buông cô ra Nhìn bà xui tươi cười trả lời Chị xui dạo này cũng khỏe hả chị Vợ chồng tôi lên không báo trước Phiền chị quá Phiền gì chị Anh chị lên chơi tôi mừng còn không kịp nữa Thôi tôi mời anh chị vào nhà Vào bàn ngồi rồi mà cô vẫn còn khóc Nghe mọi người nói chuyện Cô mới biết chị hai đã kể hết mọi chuyện cho bố mẹ cô nghe Ông bà tuy làm khó cô Chứ đâu muốn bỏ con cháu mình Chỉ do lúc trước sợ cô khổ Nên mới làm găng với cô thôi Hôm nay lên chỉ muốn đưa cô về nhà chăm sóc Mà bác gái nghe vậy liền không chịu Anh chị thông gia thương con út Tôi hiểu Nhưng anh chị cho con nhỏ ở đây với tôi được không Ở với nó mấy tuần nay tôi cũng quen Giờ ra nó tôi buồn chết Tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó đàng hoàng Anh chị yên tâm Để nó ở đây được không anh chị Vậy thì phiền chị xui Chúng tôi ngại lắm Ngại gì đâu anh Út con thấy sao út Cô nhìn sang bố mẹ trần trừ suy nghĩ Rồi cúi đầu thưa con ở đây cũng quen rồi Thôi bố mẹ cho con ở với bác gái đi Với lại ở dưới đấy chẳng làm gì con cũng buồn Bố mẹ cô nhìn nhau Ông bà buồn buồn Nhưng thấy cô trên này cũng tốt Nên thôi cũng đồng ý Cả nhà vui vẻ chơi đến chiều Thì ra xe về hết Mà lần này do trưởng bé Bo đi tham quan Nên được nghỉ vài ngày Bo không đi nên đi theo ba mẹ về nhà ngoại chơi luôn Lúc về mẹ cô đặc biệt gửi gắm cô cho bà xui Rồi còn quay lại dặn dò cô đủ thứ Cô ôm lấy mẹ Vâng giả cho bà yên tâm Nhưng đến khi thấy bố mẹ về Lòng cô cũng không kìm được mà đau lòng Khóe mắt cứ thế cay cay Nhìn theo cho đến khi xe đi khuất Đến 7 giờ tối Cô đang ngồi may cho kịp giao hàng Thì Tuấn lại sang Anh chia ra hai chiếc vé xem phim Rủ cô đi xem chung Cô nhìn lại hàng cũng còn ít Lưỡng lự mãi Cuối cùng đành gật đầu đồng ý Xin phép bác gái rồi đi theo anh Đến tạp phim cô đứng ngoài đợi Tuấn chạy xe vào gửi thể vô tình lần nữa lại thấy chiếc xe bốn chỗ màu trắng dừng lại trước giả phim. Vừa hay, Tuấn đi tới chỗ cô, tay anh cầm bó hoa đưa ra trước mặt khiến cô giật mình nhìn anh ngạc nhiên. Tuấn thấy biểu hiện của cô, thể gãi đầu cười trừ, giải thích. Anh thấy con bé kia bán hoa, thấy đẹp nên mua tặng em thôi, không phải tỏ tình nên em đừng khó xử. Cô mỉm cười cảm ơn anh rồi đưa tay nhận lấy bó hoa Tuấn đưa. Vừa hay chiếc xe cũng đi mất, cô khó hiểu nhìn theo. Chẳng biết tại sao mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đó trong lòng cô hồi hộp lắm Nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy Liền vui vẻ theo anh bước vào trong dạp phim Bộ phim kết thúc Cũng đến 11 giờ đêm Cô được Tuấn trở về trên con xe SH Anh hỏi cô Có muốn đi dạo quanh đây không Cô ở nhẹ đồng ý Xe chạy vòng vòng khắp nơi Phú Thị về đêm đẹp lắm Không ồn ào như ban ngày Mà chỉ có cảm giác ấm áp xen lẫn những ánh đèn trải dài qua từng quốc lộ Cô im lặng ngồi phía sau Tuấn Ngắm nhìn qua hai bên đường tuấn biết cô không thích ồn ào nên anh cũng im du cứ thế mà chạy đến khi xe anh sắp chạy về đến nhà ngang qua nhà hàng tuấn làm chiếc ô tô trắng lại lần nữa đập vào mắt cô lần này cô không muốn tò mò cô cũng bắt buộc phải tò mò cho ra lẽ nhớ không lầm bốn lần cô gặp đều là chiếc xe này biết là chủ của tuấn nhưng người đó là ai là vô tình cô nhìn thấy hay do người nào đó cố ý muốn để cô thấy chạy qua một đoạn thì cô kêu tuấn dừng xe lại anh ngạc nhiên thắng xe lại xong câu mày hỏi cô gì thế em à không có gì anh cho em xuống đây nha em có tí việc anh về trước đi xíu em về không được giờ khuya rồi em đi một mình nguy hiểm lắm để anh đi cùng em anh cứ về trước đi xong em về liền không sao đâu anh không được lần này tuấn có vẻ hơi khó tính anh nhất quyết không nghe theo ý cô làm cô cũng hơi bực mình nhưng nghĩ lại thấy tuấn nói có lý nên thôi cô để anh trở về luôn Lần khác nhất định cô sẽ tìm hiểu tiếp Một ngày nữa lại trôi qua Xong việc cũng đã 11 giờ đêm Viên bác gái đã ngủ Nên cô gión rén mở cửa bước ra ngoài An ninh khu này rất tốt Nên cô cũng yên tâm Đi gần đến cái nhà hàng Bỗng nhiên tim cô đập thình thịch Hồi hộp đến mức mồ hôi lạnh diện ra cả hai bàn tay Đúng như dự đoán của cô Chiếc xe màu trắng đó lại đỗ ngay ngắn trước cửa nhà hàng Có một bác bảo vệ canh xe Thấy cô bác nheo nheo mắt hỏi Cô là ai? Ở đâu? sao giờ này còn ở đây dạ con là bạn của chủ nhà hàng này anh ấy mới gọi con đến chú cho con vào nha ủa vậy hả cậu ấy đang ở trong đó cô vào đi có cần tôi gọi nói cậu ấy một câu không nghe vậy cô thót cả tim nhưng vẫn cố bình tĩnh xua tay cho bác ấy không nghi ngờ không cần đâu bác chuyện riêng nên anh ấy gọi con sang thôi bác bảo vệ già nhìn cô với cả mắt nghi ngờ thấy cô nói có vẻ bí mật nên cũng chẳng làm khó gì cô cho cô vào luôn Cô thầm nghĩ Có khi nào bác nghĩ cô và chủ nhà hàng này có gì Nên mới dễ dãi như vậy không Nghĩ đến cô chợt đỏ mặt Đi nhanh vào trong Hình là cô lấy đại lý do đó Nên mới được vào Không thì không biết phải nói ra làm sao nữa Bước nhẹ vào bên trong Ánh đèn vàng mờ mờ làm không gian cũng dịu lại Bàn ghế đã được dọn ngay ngắn Trông sạch sẽ vô cùng Nhân viên chắc đã về hết nên im lặng lắm Cô nhìn sang bên trái Có hai căn phòng Một căn đóng cửa im lìm còn một căn phòng đang sáng đèn. Cô từ từ bước lại gần hơn, mỗi bước đi tim cô càng đập thình thịch. Út chần chừ bước đi, từ từ lại cánh cửa đang khép hờ, đứng nép mình vào bức tường, ké mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng màu vàng nhạt, những khung màn lụa màu trắng được thả xuống kín khắp phòng, tạo cho căn phòng một sự ấm áp đến lạ thường. Nhưng sao lại chẳng thấy ai cả? Út đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa thêm xíu nữa, ánh mắt dừng lại nơi bàn làm việc. Chợt cô giật mình, tay cô luống cuống buông thõng xuống hô hấp cũng vì thế mà trở nên ngừng đập cô không thể tin được người ngồi trong phòng này là người mà cô ngày đêm mong nhớ là phong không thể nào ngờ chính là anh ấy rồi chẳng phải anh đang ở dưới quê với chị thảo sao sao bây giờ lại hiện diện ngay trước mắt cô thế này cô ngỡ mình đang mơ lấy tay rụi rụi mắt một lần nữa từ từ mở mắt ra cô không nhìn nhầm vẫn là anh trước tầm mắt của cô cô thất thần đứng chôn chân tại chỗ anh sao lại là chủ nhà hàng to lớn như vậy được chứ Rồi như cô chợt nhớ ra điều gì đó Có lần cô ra chợ Hình như gặp Phong cũng như bây giờ Đang ngồi trước máy tính Lúc đó cô cứ nghĩ anh lười biếng Trốn ra ngoài tiệm chơi game Giờ thấy anh nơi này Cô chắc lúc đó chính xác anh đang làm việc rồi Cô nhìn anh Anh mặc áo sơ mi màu đen Thả hai cúc áo Anh bây giờ cực kỳ quyến rũ Tóc tai được trải gọn gàng Bao lâu không gặp Không ngờ khi nhìn thấy anh lần nữa cô không phủ nhận tim cô vẫn đập loạn mấy nhịp vì anh anh say mê làm việc cô ngây ngốc đứng nhìn đến khi đôi chân muốn tê liệt cô cũng không rời bước sau một lúc tay phong rời khỏi máy tính anh đóng lại xong ngả đầu ra sau ghế hai đầu chân mày nhíu chặt tỏ vẻ mệt mỏi cô quan sát không từ bỏ một cử chỉ nào của anh càng như thế cô càng si mê anh nhiều hơn nữa vô thức bàn tay cô đẩy cánh cửa mở ra chân cô định tiến từng bước lại gần anh thì bỗng có người phía sau bịt chặt miệng cô lôi tuột cô ra ngoài bị bất ngờ xen lẫn sợ hãi nên cô không kịp phản ứng thì người kia buông cô ra giọng nói khẩn trương nghe sao mà quen thuộc ốt em đi đâu đây dì không tìm thấy em nên gọi anh hỏi làm anh đi tìm em nãy giờ em muốn ăn gì thì trưa mai qua đây giờ nhà hàng anh hết giờ làm việc rồi thường đến 10 giờ sẽ nghỉ khi nào có khách đặt tiệc thì mới nghỉ khuya hơn dạ anh Thôi về em Hay là bác bảo vệ nói với anh Em trong này anh mới biết Chứ không thôi thì anh không nghĩ ra chỗ nào để tìm em nữa Cô im lặng Leo lên xe với Tuấn Chào bác bảo vệ rồi ra về Bác bảo vệ còn nói với theo Làm cô quê đến độ cứng cả người Cô ơi xong việc rồi hả cô Tuấn nghe thấy định trả lời lại Thì cô dục anh chạy lại về luôn Khiến Tuấn cũng cảm thấy khó hiểu Nhưng cô mặc kệ Tạm biệt Tuấn vào đến nhà Giải thích các kiểu cho bác gái không lo lắng Xong cô mới vào phòng Leo lên giường trùm chăn lại Trong đầu cô giờ phút này tràn ngập hình ảnh của Phong Cô nhớ anh, cô yêu anh quá nhiều Nên bây giờ anh làm việc gì Cô cũng quan tâm cả Nhưng tại sao anh lại đối xử với cô như thế Thả đừng gặp nữa để con tim cô không thổn thức Cho cái kiểu ở gần nhau Mà như cách xa vạn giảm thế này Cô thật sự không thể chịu nổi nữa rồi Lúc gặp anh Cô đã rất muốn chạy đến ôm chặt lấy anh Hỏi rõ lý do tại sao anh bỏ rơi cô Nhưng lại bị tuấn phá đám mà như vậy giờ nghĩ lại, cô cũng cảm thấy may mắn, lỡ lúc đó Phong mà làm ngơ đuổi cô đi, chẳng cô không biết xuống lỗ nào đi về nữa. Thôi thì để cô tính cách khác. Qua một đêm nữa, sáng ra đợi bác gái đi làm, cô dọn dẹp xong xuôi, đến 10 giờ trưa, cô vào phòng sửa soạn cho bản thân mình thật đẹp, cô trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kỳ, lấy cái đầm suông màu hồng phấn mặc vào, tóc thả hai bên. Do tạng người cô cũng nhỏ, với lại mặc đầm suông nên không thấy bụng là mấy chọn đôi giày sang đan mang vào rồi thong thả bước đi ra ngoài. Người đi đường, ai thấy cô cũng ngoái đầu nhìn, khen hay chê cô cũng mặc kệ vì không mấy quan tâm. Cho đến khi đến trước nhà hàng, cô bước nhẹ vào cái bàn quen thuộc, ngồi xuống. Lý do cô đi qua đây sớm là vì cô biết ban ngày sẽ ít khách, có thể dễ dàng quan sát anh hơn. Vẫn như lần trước, cô gọi duy nhất chỉ một tô cháo mực rồi lặng lặng nhìn xung quanh. Từ xa cô thấy anh ngồi trong bàn làm việc, do cửa phòng đang mở hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng trông cực kỳ phong độ đứng kế bên là tuấn hai người họ đang say mê trao đổi công việc đầu biết một điều rằng cô ở đây còn say mê nhìn anh hơn đến khi tuấn bước ra ngoài với dáng vẻ mệt mỏi anh nhìn thấy cô ngồi thất thần thì anh vội đi tới đưa tay vẫy vẫy trước mặt làm cô chợt giận mình mà cất giọng nói anh anh tuấn em lại ăn cháo mực nữa à đổi món đi em ăn hoài không ngán hả ngon mà anh sao mà ngán được ủa mà sao nhìn anh nay buồn buồn vậy Không vui như ngày thường Em nhắc mới nhớ Xếp anh không biết hôm nay bị gì Lại giao cho anh một đống việc Thôi em ngồi đây nha Anh vào trong làm việc kẻo xíu bị la Tối anh qua chờ em đi chơi Dạ anh Mà xếp anh tên gì vậy anh Tuấn chưa kịp mở miệng trả lời cô Thì từ xa một giọng nói uy nghiêm quen thuộc Cần giọng phát ra to đến nỗi cô giật cả mình Tuấn Chuyện tôi giao cho cậu, cậu làm xong chưa Bây giờ không phải lúc cậu ở đây chăm sóc khách hàng Tuấn nghe xong thì đi lẹ vào trong Chẳng đáp nửa lời Cô chợt nghĩ Tuấn lớn vậy rồi Xem ra còn con nít thiệt Bị chủ la là muốn teo não luôn rồi Chắc do anh cũng quý công việc này nên mới như thế Quay sang phong Cô thấy anh vẫn đứng đó Ánh mắt anh nhìn cô chẳng biểu hiện gì Cô định chọc anh nên lên tiếng Tôi không hiểu về món ăn Nên hỏi anh ấy thôi Nhân viên của anh là quản lý nhà hàng Chẳng lẽ tôi hỏi mấy câu không được à Phong nhìn cô chằm chằm Càng làm cô lúng túng hơn Nên quay sang chỗ khác không dám nhìn anh nữa. Còn anh lúc này bước từng bước đi lại đứng đối diện cô, anh bình thản trả lời cô. Cậu ấy đang có việc gấp, cô có gì khó hiểu giờ có thể hỏi trực tiếp tôi, tôi là chủ ở đây nên sẽ trả lời chính xác hơn cậu ấy. Anh lạnh nhạt với cô rồi, lời nói chẳng còn tư vị yêu thương nào cả. Cô ngước nhìn anh, anh dường như xa lạ, anh lạnh lùng đến mức cô phải sợ. Bao nhiêu dự định đến đây của cô đều vì ánh mắt này của anh mà tan biến. Khóe mắt cô đỏ lên, rưng rưng dòng lệ, cứ thế im lặng mặc cho anh nhìn phòng tiện tay rút miếng khăn giấy trên bàn đưa lên chạm vào mắt cô lao đi mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống bất giác tìm anh khẽ trùng xuống không đợi đến khi cô phản ứng chợt anh nắm lấy tay cô kéo đi ý của anh như đang muốn ra lệnh bảo cô đi theo anh cô cũng ngoan ngoãn bước theo không phản kháng mặc cho đám nhân viên nhìn cô và anh đang tò mò anh cũng không mấy quan tâm đến khi bước vô phòng anh chốt cửa lại cô mới giật mình vội rút tay anh ra, đi lại mở cửa định ra về thì phát hiện cửa anh đã khóa chặt luôn rồi. Cô nhìn anh, bấy giờ tức giận nói: "Bây giờ anh muốn gì, mau thả tôi ra." Phòng đi lại bàn, ông Dung ngồi xuống nhìn cô thở dài. "Tại sao em bỏ đi, tại sao gặp anh em tỏ ra không hề quen biết?" "Vậy trong mắt anh có thật sự xem tôi là người quen hay không?" "Tại sao em lại bỏ đi, tại sao không cho anh một lời giải thích, tại sao bảo anh đợi em về rồi ra đi biệt mất?" anh tìm em suốt mấy tháng trời ngày ngày tìm em đêm đêm nhớ em rồi đến khi gặp lại nhìn thấy em vui vẻ bên người con trai khác em bảo anh phải làm sao phải nhìn em quen biết thế nào mới đúng chẳng phải anh đã đưa chị thảo trở về chẳng phải cả gia đình anh đang hạnh phúc hay sao anh tìm em làm gì nữa hay muốn tìm em về để nói rằng anh và em phải chia tay như vậy thì không cần đâu anh vì em cũng không muốn chen chân vào đâu em không muốn tranh giành của ai cả dù cho xa anh là điều em chưa bao giờ muốn vừa nói cô vừa khóc những giọt nước mắt bất lực tủi thân cứ thi nhau tuôn ra làm cô chẳng thể nào kìm lại được anh xin lỗi là anh đến tìm em muộn rồi cô được anh ôm vào lòng càng tức tuổi hơn nước mắt cũng thi nhau rơi xuống cô khóc muốn cả nước mắt cho trôi đi bao đau thương cô phải chịu đựng anh tìm em làm gì nữa chẳng phải anh đang rất hạnh phúc sao xin lỗi em thì làm được gì nữa chứ em sống rất tốt hiện tại rất tốt anh không cần phải khó xử em sống tốt nhưng anh không tốt anh không hạnh phúc khi bên anh không còn em nữa út em thôi giả vờ được không vì anh biết em cũng như anh không ổn tí nào cả tại sao chứ tại sao khi em muốn quên anh rồi anh lại tìm tới em chứ anh buông em ra em phải về rồi ngày bố mẹ bắt em về cũng là lúc bệnh viện gọi báo cho anh thảo đã tỉnh lại mấy năm qua anh luôn trông chờ từng giây từng phút cho thảo tỉnh lại để anh thay mẹ anh chuộc lỗi lầm nhưng lúc đó nghe điện thoại xong anh không cảm thấy vui chút nào Vì người anh yêu thương là em Không còn bên cạnh anh nữa Ngày ngày anh qua nhà năn nỉ bố mẹ Nhưng chỉ toàn nhận lại sự lạnh nhạt Anh đau khổ giống như người sắp chết Nhưng anh không thể bỏ mạng Thảo Cứ nghĩ đợi một thời gian bố mẹ nguôi giận Rồi sẽ qua giúp em về sau Anh trở lên bệnh viện chăm sóc cho Thảo Khoảng một tháng thì Thảo bình phục hẳn Em nhớ cậu bác sĩ em gặp Lúc lên thăm Thảo không Cô gật đầu lắng nghe anh nói tiếp Những năm qua cậu ấy chăm sóc theo dõi tình hình bệnh tình của thảo dần trở nên yêu cô ấy thảo tỉnh lại anh đã kể cho thảo nghe hết mọi chuyện và có cả kể về em thảo một mực bảo anh phải trở về nên hoàn tất thủ tục ly hôn để anh và em đến với nhau vì cô ấy nói bao năm qua xảy ra nhiều chuyện cô ấy cũng không còn tình cảm với anh nữa với lại thảo cũng muốn về thăm gia đình của cô ấy ngày anh đưa thảo về hôm sau thì anh gặp em chạy qua lúc thấy em chạy về anh cũng định chạy theo em nhưng do đột ngột thảo mệt nên anh sau đó anh có qua nhà chị hai hỏi về em Thì biết em đã đi lên đây rồi Anh năn nỉ xin địa chỉ Nhưng chị ấy nhất quyết không cho Tỉnh cờ mấy hôm nay nhà hàng có việc Anh mới gặp em Anh ở buổi tối định đến nhà giải thích mọi chuyện Anh lại phát hiện em đang vui vẻ bên Tuấn Anh tức giận bỏ về Rồi mấy hôm sau nhìn em với Tuấn cứ vui vẻ Anh khó chịu Anh sắp không trụ được nữa rồi Em hiểu không Em và Tuấn không có gì hết Chỉ là bạn thôi Vậy ra chuyện anh và chị Thảo chấm dứt rồi hả anh mấy tháng nay anh và thảo đã hoàn tất thủ tục ly dị rồi thảo có nhờ anh chuyển lời cho em cô ấy cảm ơn em rồi còn muốn nhờ em một việc việc gì vậy anh thảo đang trên đây với cậu bác sĩ trước điều trị cho cô ấy hai người họ đã bên nhau rồi thảo muốn nhờ em sau này chăm sóc dùng bé nhím vì cô ấy không thể mang con bé theo với lại giờ nhím con chỉ coi em là mẹ nó thôi từ ngày em đi đến nay con bé nhớ em nó khóc suốt mà nhà hàng này anh mở ra lúc nào Sao em không hay biết gì hết vậy anh Từ ngày Thảo bị bệnh Lên xuống chăm cô ấy Anh phát hiện ở đây mọi người qua lại đông Mà quán xá lại ít Nên anh quyết định đầu tư xem sao Chỉ là anh không muốn cho ai biết Xin tiền mẹ đầu tư Nhưng cả mẹ anh cũng giấu Anh không thường xuyên ở đây Chỉ giao tất cả cho Tuấn quản lý Khi nào có trục trặc gì Tuấn không xử lý được anh mới lên Em hiểu rồi Phong cười nhìn cô âu yếm Vòng tay càng thêm siết chặt cô hơn Giờ phút này anh cảm thấy ôm cô bao nhiêu cũng không đủ. "Đau, bụng em đau anh." "Em có sao không? Anh gọi bác sĩ nha." "Em nghỉ xíu liền khỏe thôi anh, em không sao, chỉ là con anh hành em xíu thôi." Phòng nghe út nhắc đến con, đột nhiên anh ngây người, nhìn chằm chằm xuống bụng cô, đôi mắt anh ngập tràn tia hạnh phúc. Anh quỳ xuống, nép đầu vào cái bụng tròn tròn thầm thì, "Anh đến trễ, để mẹ con em chịu cực khổ rồi, anh xin lỗi, xin lỗi em và con." không sao miễn là anh chịu đến tìm em thì bao lâu cũng chưa muộn mẹ con em vẫn luôn chờ đợi anh mà mấy hôm sau tạm biệt phố thị ồn ào nơi cô và anh tìm lại tình yêu lần nữa cô trở về với quê hương nơi cô sinh ra có bố mẹ hai bên đang mong chờ cô và anh trở về vị phong đã gọi báo trước với mọi người anh cũng đã chịu lỗi với bố mẹ cô nên ông bà đã dần nguôi ngoai với hiện tại cô cũng đang mang thai bố mẹ sao nữa ngăn cấm được chị nghe anh kể Bố mẹ cô nói qua điện thoại là cô và anh về đi rồi ông bà xem xét lại. Nhưng cô cũng đoán được, bố mẹ nói vậy cũng đã ngầm cho cô và anh về bên nhau rồi. Và rồi cuối cùng, sau tất cả, họ cũng đã trở về bên nhau. Khi đi, cô mang theo bao nhiêu là đau đớn, bao vết thương dị máu bên mình. Chỉ mong mỏi và ước mơ một điều xa vời. Là đợi ngày hôm nay trở về, có anh ở bên cạnh. Anh và cô tràn ngập niềm vui sau những ngày ra cách. Anh lái xe lâu lâu nhìn sang cô khóe miệng nở nụ cười tươi rói, cô khẽ hạnh phúc nhìn sang hai bên đường nhìn màu xanh của lúa khiến cho lòng cô bỗng cảm thấy thoải mái hơn xe vẫn chạy hướng về nơi quê nhà dòng người hối hả lướt qua tay anh và tay cô đan chặt vào nhau hạnh phúc là thế đó chẳng cần lời thề non hẹn biển chỉ cần những thứ xa hoa chỉ cần trong tim hai người luôn có nhau thì dù có xa cách bao lâu có khó khăn chắc trở thế nào cuối cùng những người yêu nhau cũng sẽ tìm về lại được bên nhau. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Ngọc Thơ. Út là người phụ nữ có lòng bao dung và vị tha thật lớn. Cái kết dành cho cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Phòng có nhiều điểm chưa hoàn hảo trong quá khứ. Nhưng vượt qua tất cả, anh đã biết sửa sai và dành cho Út tình cảm chân thành. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo xin chào và hẹn gặp lại